Phần 10 của câu chuyện Người con lai Phi Châu là chúng ta mới đi chưa được nửa phần câu chuyện. Nhưng dần dần Murati, nhân vật người con lai, đã mất cả quãng thời gian nửa đời người, mong ước và quyết tâm tìm được mẹ. Phần 10 là chúng ta được dự phần chứng kiến sinh nhật tuổi 48 của dân dần Murati, sinh nhật lần đầu tiên trên đất mẹ vào thứ Sáu ngày 28 tháng 4 năm 2000. Suốt cả cuộc đời cho đến lúc này, ông đinh ninh mẹ mình tên là Tâm. Nhưng dân làng Phương Liệt ở Hà Nội chỉ biết một người đàn bà khác, một nữ quân báo quả cảm, giống như mô tả về bà Tâm, nhưng lại có tên là Quang. Mời quý vị nghe tiếp phần 10 qua sự thể hiện của nhà văn Võ Thị Xuân Hà. Quang và Tâm là một người hay hai người khác nhau? Thứ Sáu ngày 28 tháng 4 năm 2000. Gian dần Murati thức dậy lúc 5 giờ sáng. Hạnh phúc vì đã sống đến tuổi 48. Con số này tuy ít, nhưng đối với người châu Phi, đây là một tuổi thọ khá cao. Ông cảm ơn đấng tối cao đã ban cho ông trường thọ so với hoàn cảnh sống trong một nước đang phát triển. Ông tạ ơn Ngài đã phù hộ ông được bình an mạnh khỏe như ông đã từng biết ơn Ngài suốt cuộc đời mình. Ông biết ơn Ngài đã cứu rỗi mỗi khi các thế lực xấu xa tìm cách tấn công mình. Chúa đã luôn che chở cho ông thoát khỏi tâm địa tàn nhẫn của một số người đem lòng ganh ghét đố kỵ. Ông biết được điều ấy qua những lời ăn năn hối cải của những người này. Ông biết ơn Ngài đã phù hộ cho tất cả các thành viên trong gia đình, vợ ông, con cái và cả cô con dâu tương lai. Đấng toàn năng còn phù hộ cho việc học hành tấn tới và đường hoạn lộ của ông ngày càng rộng mở. Từ ngày ông cất tiếng khóc chào đời, Chúa đã luôn bên cạnh ông, và cả bây giờ, mỗi khi ông cầu nguyện với lòng mộ đạo sâu sắc. Vì tất cả những lý do này, dần dần Murati có thể hãnh diện về những bước thăng tiến không ngừng trong sự nghiệp và sự thành đạt tương đối trong xã hội. Ông mong muốn bọn trẻ cũng sẽ gặp được những cơ hội tốt như ông. Ông luôn cầu Chúa sẽ giúp ông trở thành một người đàn ông chân chính, sống liêm khiết, khao khát công lý, chính nghĩa trong môi trường làm việc cũng như trong cuộc sống thường nhật. Tạ ơn Chúa đã cho chuyến đi đến Việt Nam trở thành hiện thực. Ông cầu xin Ngài mở lượng khoan dung để chuyến đi này có thể thực sự giúp ông tìm được mẹ. Và tại sao lại không nhỉ? Tìm được bà ngay trong ngày hôm nay tại làng Phương Liệt, vào đúng sinh nhật lần thứ 48 của ông. Được vậy thì thật tuyệt. Dù ý chí của người có thành hiện thực hay không, thì con vẫn đang và sẽ mãi là kẻ tôi tớ tận tâm của người. Dần dần kết thúc lời nguyện của mình. Sau cuộc trò chuyện tâm linh này, dần dần Murati cảm thấy
tinh thần đổi khác hoàn toàn. Ông không còn cảm thấy nỗi lo âu sợ hãi buộc ông ngày nào cũng phải gắng sức vượt qua để đạt tới tầm tư duy khoáng đạt hơn. Ông cảm thấy tràn đầy sinh lực, cả thể lực lẫn trí lực. Ông với tay bật tivi. Như thường lệ, tầm giờ này các kênh đều phát chương trình thể dục buổi sáng. Các nhóm hướng dẫn viên nam, nữ thực hiện các động tác nhịp nhàng như múa. Đối với một người ngoại quốc như ông, đây chắc chắn là một lời mời cư dân trong độ tuổi lao động khởi đầu một ngày mới bằng những bài tập thể lực này. Có lẽ những bài tập này có tác dụng kích thích để khởi động một ngày làm việc mới tràn đầy sinh lực. Tiếp theo, ông chuyển sang một kênh âm nhạc quốc tế. Người ta chẳng nói âm nhạc xoa dịu tâm trạng căng thẳng đó sao? Ông vừa ăn xong bữa sáng thì có tiếng gõ cửa. Một bất ngờ dễ chịu. Nhân viên lễ tân chuyển tới dân dần một bó lớn hoa tươi chúc mừng sinh nhật từ ban giám đốc khách sạn. Đó là một niềm vui lớn đối với ông. Làm thế nào các vị lại biết ngày sinh của tôi? Ông hỏi cô lễ tân bằng tiếng Anh. Chúng tôi đã đọc tin nhắn tìm mẹ của ngài đăng trên báo. Đúng vậy. Trong tin nhắn, dần dần cho đăng báo có ghi ngày sinh của ông. Giờ thì ông hiểu tại sao bữa ăn sáng nay dành cho ông đặc biệt đến vậy. Cười thật tươi và học theo cách của người Việt Nam, ông nhờ cô chuyển lời cảm ơn của mình tới giám đốc khách sạn. Ông đặt bó hoa xinh xắn ngay đầu giường, ngắm nhìn từng bông hồng. Ông nghiêng người xuống bó hoa để thích thú cảm nhận bằng khiếu giác hương thơm buổi sáng của những bông hoa. Mắt ông ngấn nước. Ông hình dung cảnh chính ông tặng mẹ một bó hoa. Ông cầu xin Chúa ban cho ông tất cả năng lượng tinh thần cần thiết để thành công, để vượt qua những trở ngại gặp trên suốt hành trình. Điện thoại đổ chuông. Đó là con trai cả, Anao của ông. Nó gọi để chúc ông một sinh nhật vui vẻ. Ước sao chuyến sang Việt Nam lần này sẽ khép lại bằng cuộc gặp gỡ được mong đợi bấy lâu nay giữa mẹ và con trai. Bày tỏ điều này mà giọng nó run lên vì xúc động. Dần dần Murati không phải không hiểu con trai đang bị giày vò bởi nỗi lo chuyến đi này thất bại. Ông biết lòng nó đang lo lắng, sợ hãi vì khoảng cách đang chia cắt hai cha con, những 12 múi giờ. Ông tin chắc rằng nó đang rất muốn ở bên ông để động viên tinh thần, hỗ trợ ông, nhưng cũng là để tham gia tích cực vào cuộc tìm kiếm. Ông cũng nhân đó kể vắn tắt những việc đã tiến hành với điểm nhấn hy vọng cho phép nghĩ tới một kết cuộc tốt đẹp. Con dâu tương lai của ông đang ngồi cạnh chồng sắp cưới cũng mong công việc tìm kiếm mà ông đang theo đuổi sẽ thành công. Ngay sau đó là cuộc gọi của vợ dần dần. Bà chúc ông một sinh nhật tuyệt vời, mạnh khỏe, sống lâu và hạnh phúc. Bà luôn tin trong chuyến đi này, giấc mơ thời thơ ấu, tìm được mẹ, mà bà vẫn luôn chia sẻ với ông sẽ thành hiện thực. Các con ông, Chami, Kaiti, Loan Fatim và Rayan cũng hỏi thăm cha qua điện thoại. Tất cả những giọng nói thân thương này an ủi trái tim gian dần, nhất là khi bấy giờ ở Abidjan đã quá nửa đêm. Ông vừa dập máy thì lại có người gọi đến. Đó là Alice, thư ký của ông ở văn phòng.
con người tốt bụng, thanh lịch, tận tâm khiến cả nhà coi bà như một thành viên trong gia đình. Bà đã tích cực lo liệu chuẩn bị cho chuyến đi này, không nề hà sắp xếp mọi cuộc hẹn ở Abidjan, Paris và Hà Nội. Bà gọi điện chúc sếp một sinh nhật vui vẻ, mong ông sẽ còn tiến xa trong sự nghiệp, đặc biệt là sớm gặp lại mẹ như đã định. Sau ngần ấy cú điện thoại, dần dần Murati lấy làm hãnh diện về đại gia đình hòa hợp và gắn bó của mình. Ngày mới của ông khởi đầu thật tuyệt, bữa sáng đặc biệt, bó hoa bất ngờ, những lời chúc mừng sinh nhật. Từ những chuyện này, ông đã tin chắc rằng sáng nay hạnh phúc đang chờ đợi ông tại làng Phương Liệt. Vẫn như thường lệ, ông Văn Kim rất đúng hẹn. Ông thay lời cho cả vợ ông chúc Gian Dần, những lời làm tâm trí và trái tim Gian Dần như dịu lại. Hôm nay là một ngày trọng đại. Ngay hôm nay, chúng ta sẽ tìm thấy mẹ cậu hoặc một thành viên trong gia đình bà. Chúng ta sẽ bắn một tên trúng hai đích, vừa đạt được mục tiêu của chuyến đi, vừa mừng sinh nhật cậu. Ông Văn Kim bày tỏ hy vọng họ sẽ cùng nhau thành công trong cuộc chiến đấu này. Dần dần Murati cảm ơn ông vì đã ủng hộ mình. Họ xuống quầy lễ tân. Toàn thể nhân viên đang chờ để cụng ly chúc mừng sinh nhật của vị khách. Người quản lý khách sạn tin tưởng Gian Dần sẽ không phải về nước mà không gặp được mẹ mình. Bà còn tin chắc cuộc gặp đó sắp xảy ra. Những sự kiện đáng chú ý ấy mang lại cho Gian Dần Murati bao hy vọng. Ông xúc động biết ơn tất cả mọi người. Rồi ông và ông Văn Kim đến nhà ông Nguyễn, trưởng giáo xứ Phương Liệt. Ông Văn Kim cho trưởng giáo xứ Phương Liệt biết hôm nay là sinh nhật lần thứ 48 của vị khách đến từ châu Phi. Ở đây cũng vậy, gia đình ông Nguyễn cũng chúc Gian Dần những điều chân thành nhất. Cả gia đình mong điều ước lớn nhất của Gian Dần Murati được thực hiện. Ông sẽ gặp lại mẹ ngay trong ngày hôm nay. Sau đó cả ba người cùng đến làng Phương Liệt. Bà Nguyễn nhìn theo họ đầy trìu mến. Trên đường đi, Gian Dần Murati đã cảm thấy rõ ràng tim mình đập gấp hơn. Ông vẫn khó mà tin được cái ngày ông đã chờ đợi bấy lâu nay cuối cùng cũng đến. Hai bàn tay ông và cả người ông rịn mồ hôi. Lần trước khi đến làng Phương Liệt, ông chưa có cảm giác nào mãnh liệt đến thế. Ngay cả cặp kính của ông cũng đọng một lớp mờ hơi nước. Ông thầm nghĩ, đây chính là những điềm báo đầu tiên về một sự kiện trọng đại sắp diễn ra. Ông nhìn ông Văn Kim ngồi kế bên, đang mỉm cười với ông, như trấn an ông rằng mọi việc rồi sẽ suôn sẻ. Đến nơi, Gian Dần Murati có cảm giác trong làng ngoài ngõ, trước sân nhà, dường như đều đông người hơn những lần trước. Những người đã gặp qua đều vồn vã, nồng nhiệt chào họ. Ông cảm tưởng khi ông đi khỏi, họ sẽ bàn tán về ông. Một bà cụ tuổi rất cao đứng dậy, cụ lê bước nặng nhọc về phía ba người. Cụ cầm tay Gian Dần để chúc mừng và khích lệ ông vì đã có ý chí trở về tìm mẹ. Họ cùng đến nhà trưởng thôn Ngọc. Cùng ngồi với ông Ngọc còn có ba cựu chiến binh từng chiến đấu trong chiến tranh Đông Dương. Ông Ngọc giới thiệu mọi người với nhau.
họ đề nghị dần dần Murati tường thuật lại những thông tin về mẹ ông. Ông bèn kể lại, ông đưa ra những chi tiết khác về nhân dạng của mẹ, mái tóc đen dài lạ thường của bà. Ông nói bà thường đến thăm một người họ hàng, thời đó đang làm việc trong viện quân y Bạch Mai. Ông cố sao diễn tả thật đơn giản để ông Văn Kim có thể hiểu rõ và dịch lại cho mọi người cùng nghe. Ông Ngọc giải thích lý do ba cựu chiến binh có mặt tại đây. Họ giữ liên lạc với rất nhiều bạn chiến đấu cũ trong suốt thời gian qua. Chính họ đã đi thu thập ý kiến của đồng đội về câu chuyện của dân dần Murati do trưởng thôn thuật lại. Một người trong số họ xác nhận là câu chuyện họ vừa được nghe dân dần kể không khác gì những thông tin thu thập từ nhiều nguồn khác nhau trong làng Phương Liệt. Vậy là cuộc trao đổi có thể bắt đầu. Dần dần Murati nhìn hết người này đến người khác. Suốt thời gian ấy, không ai lên tiếng. Sự đón tiếp hẳn đã khác ngay từ cổng làng, nếu là tin tức tốt lành đang chờ mình, ông suy đoán. Ông Nguyễn hẳn đã thông báo ngắn gọn tin tốt lành ấy trước khi lên đường về làng, bởi ông liên lạc thường xuyên với những người chủ chốt trong làng. Dần dần Murati đợi sẵn một tin không mấy tốt lành. Cũng có thể không phải vậy, ông nghĩ. Ông Nguyễn hẳn sẽ báo trước cho ông Văn Kim, và ông Văn Kim hẳn sẽ nói lại với mình chứ. Tóm lại, ông tự nhủ phải lạc quan và suy nghĩ theo hướng tích cực. Sự thật sắp được làm rõ rồi, mọi sự Chúa sắp đặt đều tốt đẹp. Một trong số ba cựu chiến binh kia lên tiếng, ông hoan nghênh dân dần đã đến Việt Nam tìm gặp mẹ. Và còn nhiều điều khác nữa, dân dần chỉ nghe loáng thoáng những lời này, chúc tụng, động viên, vân vân. Dài dòng quá, và mãi chưa vào chủ đề chính, không phải điều ông muốn nghe lúc này. Ông muốn ngay lập tức xác nhận mẹ ông có mặt trong ngôi làng này hay không kia. Ông hít một hơi thật sâu để dằn lòng và thần kinh bớt căng thẳng. Ông cố hết sức làm chủ bản thân, không để lộ ra thái độ gì có thể diễn giải thành thái độ thiếu tôn trọng với những người đang cùng nói chuyện. Đây hẳn không phải giây phút và nơi đã định. Ông gắng tỏ ra thoải mái với vẻ tự nhiên nhất có thể, thậm chí ông còn nở một nụ cười. Nhưng rồi, tai họa đến bất thần. Những câu cuối trong lời phát biểu của người cựu chiến binh này như một cú trời giáng đối với ông. Cả ba người cựu chiến binh đều thống nhất cho rằng không người phụ nữ nào trong làng Phương Liệt giống với câu chuyện của dân dần Murati. Họ không biết người phụ nữ nào sống ở Phương Liệt tên Tâm có liên quan đến câu chuyện này. Máu dồn nhanh lên đầu dân dần Murati. Ông thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Cả người gây gây váng vất. Ông có cảm giác những người khác đang súng lại quanh ông. Rồi ông bấu chặt vào thành ghế. Cảm giác thân mình được nhấc lên để đặt nằm dài ra trong khoảng không. Đầu gục về trước, ông như nhìn thấy một hố đen ngay trước mặt đang muốn nuốt chửng mình. Bất chấp tất cả, trong một thoáng tỉnh táo, ông biết rằng mình có thể sẽ mất hết chi giác. Bằng một nỗ lực tinh thần ngoan cường, ông đã lấy lại khả năng kiểm soát các giác quan. Bàn tay của ông Văn Kim đặt lên vai ông thật đúng lúc. Cử chỉ thể hiện tình bằng hữu, mật thiết, quả thật đã làm mờ ngay đi lập tức cơn khó ở trong người ông.
Dần dà, gian dần Morati hồi tỉnh hoàn toàn. Áo sơ mi của ông ướt sũng, trong khi mồ hôi vẫn tiếp tục đổ ra như tắm. Ai đó đưa ông một chiếc khăn mùi xoa để lau mặt. Ông lau bớt mồ hôi ở cả hai cánh tay. Ông vươn mình ra sau để kích hoạt cột sống. Lắc lắc đầu để gân cốt được thả lỏng. Ông co duỗi liên tục hai chân để hồi sinh các bộ phận trên cơ thể. Ông quan sát một lượt xung quanh, biết rằng mình vừa thoát nạn. Ông trấn an mọi người, giờ thì ổn rồi. Thậm chí ông còn đứng dậy mà không hề loạng choạng để họ thật tin vào điều ấy. Ông ngồi trở lại, nở nụ cười thật tươi. Người ta mang lên cho ông một tách trà nóng mà ông rất vui lòng đón lấy. Rốt cuộc, ông đã trấn tĩnh lại. Trưởng thôn Ngọc lên tiếng rằng không việc gì phải thất vọng, vẫn còn một tia hy vọng nữa. Ba người cựu chiến binh cùng những bậc cao niên trong làng Phương Liệt thống nhất dứt khoát tại một điểm. Câu chuyện gian dần Morati kể có nhiều điểm giống với câu chuyện của một phụ nữ Việt Nam khác. Nhưng bà không phải tên Tâm. Đúng ra tên bà là Nguyễn Thị Quang. Cả làng này đều biết. Họ hàng bà vẫn sống trong làng. Câu hỏi mà ai nấy đều đặt ra là liệu Tâm và Quang có phải cùng một người hay không? Có một phép lọc để tìm kiếm ở cấp độ này. Cả hai người phụ nữ đều có chung những điểm sau. Họ cùng sinh năm 1929 tại Phương Liệt. Cả hai đều thấp người và mảnh rẻ. Cả hai đều có mái tóc đen dài xõa xuống vai. Cả hai đều theo đạo Thiên Chúa và tích cực tham gia cộng đồng Thiên Chúa giáo. Cả hai đều nói và viết tiếng Việt thành thạo. Cả hai đều nói và viết tiếng Pháp thành thạo. Cả hai đều bị quân đội Pháp bắt làm tù nhân trong những hoàn cảnh giống hệt nhau. Cả hai đều bị giam trong trại Gia Lâm, Hà Nội trong cùng một khoảng thời gian. Cả hai đều bị lính Pháp tra tấn dã man. Tâm đi thăm một người bà con trong quân y viện Bạch Mai. Quang đến thăm anh cả mình, Nguyễn Huyên, làm việc ở đó. Cả hai đều lấy chồng người Phi. Cả hai đều sinh được một bé trai người Lai. Cả hai đều sinh con ở nhà hộ sinh Gia Lâm. Sau đó, cả hai đều vào Sài Gòn cùng chồng và con trai. Cả hai đều không gặp lại con trai từ ngày vợ chồng ly biệt tại Sài Gòn. Cả hai đều bặt tin chồng và con trai từ ngày ly biệt tại Sài Gòn. Gian dần Morati bám riết thông tin vừa nhận được này. Ông muốn tin vào điều đó. Thậm chí ông đã tin rồi do linh tính mách bảo. Ông chắc chắn mình không nhầm lẫn được. Những điểm trùng hợp đến lạ lùng. Chắc chắn hai người phụ nữ đến thăm cùng một người trong quân y viện Bạch Mai. Từ những điểm trùng khớp suy ra đó, chỉ là cùng một phụ nữ đi thăm cùng một người. Với ông, không có gì phải nghi ngờ thêm nữa. Tâm và Quang chỉ là một mà thôi. Gương mặt ông lại một lần nữa sáng bừng lên. Viên đạn cuối cùng đã bắn ra rồi, ông dự đoán. Bà ấy ở đâu?
Gian dần hỏi thăm. Không may là không ai biết chính xác hiện giờ bà ấy đang sống ở đâu. Một cựu chiến binh đáp, chỉ biết bà ấy chắc đang sống trong thành phố Hồ Chí Minh, tên mới của Sài Gòn. Quang rời khỏi làng cũng phải 20-30 năm nay rồi, trưởng thôn Ngọc giải thích. Họ hàng thân thích của bà còn ở làng không? Gian dần hỏi. Vẫn còn đấy, một cựu chiến binh khác đáp. Chúng ta có thể đi hỏi những người này để biết chính xác hơn được không? Đi ngay bây giờ, Gian dần Morati nài nỉ. Chúng tôi đã nghĩ đến chuyện đó, trưởng thôn đáp. Chính cậu, rốt cuộc, cũng đã chịu một cú sốc khi biết tin không ai ở đây biết về tâm mẹ mình. Cậu còn trẻ, còn tráng kiện. Cậu là nam giới, trong khi bà Quang đã có tuổi rồi. Bà ấy đã chôn sâu quá khứ trong lòng, đến mức phản ứng của bà ấy trong trường hợp này là không thể dự đoán được. Bà ấy hẳn đã đau khổ nhiều vì phải xa đứa con trai. Nhất định bà ấy đã cố gắng quên đi sự không may này. Có lẽ bà ấy đã chôn chặt quá khứ, làm lại cuộc đời, tạo ra cho mình một lẽ sống khác. Chúng ta không có quyền manh động mà phá vỡ cuộc sống mới của bà ấy. Khơi lại quá khứ đau thương này là đối mặt với nguy cơ lớn. Và nếu lại xác nhận được cậu không phải con trai bà ấy không phải mẹ cậu, chúng ta sẽ mang lại một hy vọng đắng cay. Thậm chí không biết bà ấy sẽ ra sao khi hay tin. Ở tuổi này rồi, bà ấy có chịu nổi cú sốc này không? Phải tránh cho bà ấy nỗi khổ đau ấy. Nếu tình trạng sức khỏe không ổn định thì bà ấy không qua được mất. Bà Quang không nên gặp cậu, chừng nào chúng ta còn chưa chắc chắn bà ấy đúng là mẹ cậu, cậu đúng là con trai của bà. Nếu không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là mẹ và con trai, chúng ta có thể khẳng định mà không gặp phải nguy cơ nhầm lẫn rằng Tâm là Nguyễn Thị Quang. Lúc ấy ta mới tiếp cận với bà Quang, Tâm để báo tin mừng. Trong khi chờ đợi, ta nên thận trọng bởi Tâm và Quang khác nhau một điểm cơ bản. Bà Tâm mẹ cậu khi cưới cha cậu coi như đã tự nguyện đứng trong hàng ngũ địch là quân đội Pháp và đồng minh. Trong khi Quang lại là một chiến sĩ yêu nước đi theo Việt Minh. Bà ấy đã chiến đấu quật cường chống Pháp, tự tay cầm vũ khí tham gia chiến đấu, nằm vùng suốt hơn 20 năm trời. Chi tiết không thể bỏ qua này khiến chúng tôi phân vân. Đây là lý do chính khiến chúng tôi muốn tiến hành xác minh cẩn thận. Lập luận này khiến Gian dần Morati thấy đất dưới chân như sụt xuống. Đây là một chi tiết quan trọng có thể làm cho tất cả quay trở lại điểm xuất phát. Ngày hôm nay, mọi chuyện vẫn còn chưa sáng tỏ. Ngày mai cũng không, ông tự nhủ. Ông không biết phải nghĩ gì, làm gì nữa. Ông sẽ thuận theo ý Chúa, không phải theo lối tư duy chấp nhận thua cuộc, mà là để dồn hết năng lượng cần thiết để tiếp tục cuộc chiến. Với tất cả những gì ông đã phải chịu đựng, cả về tinh thần lẫn tâm lý, từ nay ông sẽ coi cuộc tìm kiếm này như một cuộc chiến phải theo đuổi, chứ không phải như một bước tìm kiếm đơn giản, thông thường. Trạng thái tinh thần cũng vì vậy mà biến đổi theo, không còn như trước nữa. Cuộc chiến ấy chỉ mới bắt đầu. Tuy nhiên, ông cũng bắt đầu bám riết lấy ý nghĩ người phụ nữ tên Quang
cũng chính là tâm mẹ ông. Ông hỏi thăm ông Văn Kim về đoạn cuối của câu chuyện đã có nét tựa như một chuyện dài kỳ huyền hoặc này. Đến lượt mình, ông Văn Kim quay sang hỏi trưởng thôn. Trưởng thôn bảo đã hẹn gặp một trong số những người cháu trai của bà Quang. Anh ta gọi bà Quang bằng cô ruột. Cha anh ta không may mất đã lâu rồi. Anh ta vẫn có hộ khẩu trong làng, nhưng thường trú tại Hà Nội. Chiều tối nay, anh ta sẽ về làng. Trưởng thôn chỉ định hỏi duy nhất anh ta một cách kín đáo để biết rõ thêm về bà Quang. Lúc liên lạc, trưởng thôn cũng đã trình bày rõ quan điểm đó, nên anh ấy rất hiểu sự kín kẽ mọi người đang trông đợi ở mình. Không nên làm xáo trộn sự yên tĩnh bấy lâu nay bên phía gia đình họ Mạc của bà Quang vẫn sống trong làng Phương Liệt. Anh ta sẵn sàng hợp tác với những người chủ chốt muốn nghe sự thật liên quan đến bà Quang, bà Tâm và Gian Dần Morati. Tin này khiến Gian Dần Morati vui mừng hoan hỉ. Nếu Quang và Tâm là cùng một người thì rốt cuộc người họ hàng bên ngoài đầu tiên đã hiện diện. Một người anh họ. Cuộc hẹn được ấn định vẫn tại làng Phương Liệt vào 9 giờ sáng hôm sau. Ông Nguyễn nãy giờ ngồi yên lặng lên tiếng cảm ơn trưởng thôn cùng ba vị cựu chiến binh. Tất cả đều là bạn chiến đấu của nhau. Ông ca ngợi tinh thần sẵn sàng tương trợ, tương thân tương ái của họ trong sự việc nhạy cảm này. Ông cho rằng Chúa sẽ phù hộ cho Gian Dần Morati tìm ra và gặp lại mẹ mình sớm hơn mọi người vẫn nghĩ. Ông sẽ cầu nguyện cho điều ấy xảy ra. Ông giục mọi người ra về. Gian Dần Morati và ông Văn Kim đưa ông Nguyễn về lại giáo xứ, rồi họ lại tiếp tục quãng đường về khách sạn. Trước khi chia tay, Gian Dần Morati nhắc đi nhắc lại lời cảm ơn ông Văn Kim đã phải vất vả vì mình quá nhiều. Rồi ông trở lên phòng. Đã quá 1 giờ trưa. Cũng giống như bữa sáng, một bữa trưa thịnh soạn được nhân viên khách sạn mang đến. Tiệc mừng sinh nhật ông vẫn tiếp diễn. Ông muốn tắm trước khi ăn để sắp xếp lại suy nghĩ cho mạch lạc. Ông đang tắm thì điện thoại đổ chuông. Ông bước ra nhấc máy với cái khăn tắm quấn ngang người. Bà Hortensi gọi đến từ Luxembourg chúc ông một sinh nhật vui vẻ. Nina, con gái nuôi của Gian Dần, đang đứng bên cạnh bà. Cả hai đều động viên ông. Họ mong ông sớm hoàn thành tâm nguyện tìm lại mẹ. Họ muốn biết việc tìm kiếm đang tiến triển tới đâu. Gian Dần đành trấn an hai người rằng việc tìm kiếm đang đi đúng hướng. Ông đang hy vọng hai mẹ con sẽ gặp nhau trước khi ông lên đường về Abidjan. Dập máy, tắm xong, ông mới ra dùng bữa. Bữa ăn rất thịnh soạn mà ông lại không thấy đói lắm. Nhận xét của trưởng thôn khiến ông lo lắng. Quang và Tâm thuộc về hai phe đối địch nhau trong chiến tranh. Với ông, Quang tồn tại thật. Hiển nhiên là vậy. Dân làng Phương Liệt biết bà. Ngày mai ông phải gặp người cháu gọi bà bằng cô. Họ hàng của bà cũng đang sống trong làng. Vậy là thực tế họ có thể xác định Quang, người có cùng quá khứ với Tâm, mẹ ông. Hai người có khá nhiều điểm chung. Nhưng dân làng Phương Liệt không ai biết Tâm. Còn Quang thì ngược lại. Rất nhiều khả năng Tâm không thật sự tồn tại, trừ khi người ta công nhận Tâm là Quang, và Quang cũng chính là Tâm. Vậy thì Quang chính là mẹ ông. Tại sao trong đời mình,
Quang lại từng phải thay tên đổi họ để trở thành Tâm. Nếu Tâm là Quang, những người thân của bà hẳn phải giải thích làm thế nào Quang trở thành Tâm, rồi sau đó lại là Quang. Quang không thể sống với thẻ căn cước của Tâm. Cái tên chính thức ghi trên giấy khai sinh của ông mà những người thân trong gia đình lại không biết. Tuy nhiên, họ lại không liên lạc khi theo dõi được những thông cáo của ông cho đăng trên báo đài. Có nghĩa là họ hàng của Quang không hề biết bà từng mang tên Tâm ư? Cuộc gặp cháu trai của Quang ngày mai được quyết định để làm sáng tỏ sự nhập nhằng nước đôi này. Giờ thì dần dần Morati lại đặt giả thiết Quang và Tâm là hai người khác nhau. Dân làng Phương Liệt không ai biết Tâm, nhưng bà lại bị bắt giam cùng một thời gian với Quang. Cả hai đều thông thạo tiếng Việt và tiếng Pháp, cả nói lẫn viết. Họ lại bị giam trong cùng một trại, chắc chắn họ là bạn tù nên biết nhau. Khi chuyện trò, có lẽ họ đã nhận ra hai người sinh cùng năm đều gốc làng Phương Liệt. Cũng có thể biết cả chuyện mỗi người đều đến thăm người thân hay người quen trong bệnh viện Bạch Mai. Cả hai lại cùng cưới lính gốc Phi. Điều này hẳn đã củng cố thêm mối quan hệ bạn bè giữa hai người. Mỗi người lại sinh một đứa con trai, hai đứa trẻ đồng lứa hẳn nhiên sẽ chơi đùa cùng nhau, nhất là khi mẹ chúng là bạn của nhau. Dựa trên những giả thiết này, dĩ nhiên là Quang biết rõ về Tâm và ngược lại. Và nếu Quang còn sống, bà sẽ cung cấp thông tin về cô bạn Tâm của mình. Ông gần như không cần tính đến khả năng Quang và Tâm không quen biết nhau. Ngược lại, nếu Quang chính là mẹ Tâm của ông, cũng cần làm sáng tỏ tại sao bà lại thay tên đổi họ. Và nhất là hai người vốn là cùng một người ấy lại có thể đứng trong hai chiến tuyến đối địch nhau thời chiến tranh. Nếu Quang và Tâm là bạn, họ hàng thân thích của họ hẳn cũng quen biết, vì họ hàng hai bên đều sống ở Phương Liệt. Nhưng quá trình tiếp cận tìm hiểu của trưởng thôn cho thấy không ai trong làng Phương Liệt có họ hàng với Tâm, nên khả năng Tâm không thực sự tồn tại là rất lớn. Nghĩa là Tâm và Quang là cùng một người. Tóm lại, dần dần Morati suy ra Quang chính là mẹ Tâm của mình. Nếu không thì chí ít Quang cũng biết mẹ Tâm. Theo ông không có cách lý giải nào khác. Tất cả những phân tích này làm ông đau cả đầu. Ông uống một viên aspirin. Cũng cần xét đến những thế nước đôi khác, nhưng ở vị trí vừa đệ đơn vừa xử án nên các giả thiết ông đưa ra cũng khó mà khách quan sáng suốt. Tiềm thức vẫn đẩy ông đến chỗ đưa ra những giả thiết nào có lợi cho mình. Tuy nhiên, dựa trên cơ sở những phân tích nãy giờ, thì lối thoát duy nhất cho ông là hạnh phúc vì cuối cùng sẽ được gặp mẹ hoặc biết tin tức về bà. Tin chắc như vậy nên ông ngủ ngon lành, không bị chứng mất ngủ quấy rầy nữa. Ông nhờ bên lễ tân đánh thức lúc 4 giờ chiều. Ông nhanh chóng ngã vào vòng tay của Morphy, vị thần giấc mơ trong thần thoại Hy Lạp. Và dần dần Morati bắt đầu mơ. Trong giấc mơ ấy, dần dần lại ngồi trên chuyến bay Paris-Hà Nội cùng cha mình, một nữ tiếp viên hàng không duyên dáng trong chiếc áo dài truyền thống của Việt Nam, thông báo máy bay sẽ hạ cánh trong vòng 5 phút nữa. George và dần dần Morati bước xuống sân bay Nội Bài,
Họ bắt taxi về Gia Lâm. Xe chạy trong thành phố. George công nhận Hà Nội đã thay đổi rất nhiều trong mắt ông. Tuy nhiên, dòng xe cộ ngày một đông đúc, nhiều nhất là xe gắn máy. Gian dần hỏi cha liệu ông có chắc chắn tìm ra nhà của mẹ không? George bảo con trai cứ yên tâm. Chiếc taxi đã lên cầu dẫn sang Gia Lâm. Họ vừa vào đến phố thì George bảo lái xe dừng lại. Gian dần thanh toán tiền. Cha ông bảo, có thấy ngôi nhà hai tầng sơn trắng kia không? Đó là nhà một người bạn Việt Nam của cha. Bọn ta chiến đấu cùng nhau. Ông ấy thường mời ta và mẹ Quang của con tới nhà dùng bữa. Mẹ Tâm của con cũng phụ ông ấy nấu nướng. Ông ấy sẽ rất ngạc nhiên khi trông thấy ta cho mặt xem. 50 năm rồi còn gì nữa. Ông gõ cửa, rồi một người đàn ông đứng tuổi ra mở cửa. Đó là người bạn thân thiết của George Moratti. Người đàn ông Việt Nam này có vẻ không tin vào mắt mình khi trông thấy bạn chiến đấu gốc Phi thời chiến tranh. Họ ôm chầm lấy nhau, rồi nhìn Gian dần Moratti chăm chú. Ông tự hỏi liệu có phải con trai của George đang đứng ngay trước mặt mình không? Cháu đúng là con trai của George ạ. Gian dần đáp. Ông ấy mời hai cha con vào trong nhà rồi mang đồ uống ra tiếp. Tôi đoán cậu đến để thăm vợ Tâm của cậu phải không nào? Lần vừa rồi tôi gặp cô ấy cách đây không lâu. Cô ấy vẫn còn giận cậu lắm. Cô ấy trách cậu không viết thư thông báo tình hình bọn nhỏ. Thế con gái cậu đâu? Em gái của cậu chàng này ấy. Nó đã không may thiệt mạng trên tàu khi ba cha con trên đường về bờ biển Ngà. George đáp. Tôi lấy làm tiếc. Tôi chưa nghe tin này. Tâm sao rồi? George hỏi. Quang cũng già đi nhiều. Tái hôn rồi. Hai vợ chồng cô ấy sống cách đây không xa lắm. Tôi vẫn giữ quan hệ tốt với họ mà. Hai cha con tôi có thể sang chào cô ấy không? Đừng nôn nóng. Tâm giờ đã tái hôn rồi. Để tôi thăm dò xem tình hình thế nào đã. Tôi chắc cô ấy sẽ rất mừng được gặp lại con trai. Nhưng tôi không chắc cô ấy đã chịu tiếp anh. Đi nào chàng trai, chúng ta sẽ đến gặp mẹ Quang của cháu. Còn cậu, cậu ngồi đây đợi hai bác cháu tôi nhé. Đợi khi hai bác cháu đã đi bộ ra đến đường, Gian dần Moratti mới hỏi bạn của cha, liệu bác còn nhớ mẹ cháu không? Tất nhiên là nhớ. Ban nãy ta đã nói với cha cháu là thi thoảng ta vẫn gặp mẹ cháu đấy thôi. Tên mẹ cháu là gì ạ? Cháu không biết tên mẹ sao? Cháu biết, nhưng khi thì ba cháu nhắc đến mẹ với tên Quang, khi thì Tâm. Bác cũng dùng cả hai tên ấy để gọi bà, nên bây giờ cháu cũng rối tung lên. Quang và Tâm, tên nào mới là tên thật của mẹ cháu, hở bác? Hai cái tên này chỉ cùng một người hay hai người khác nhau ạ? Một chiếc ô tô đang đi theo chiều ngược lại, muốn tránh một khách bộ hành. Chiếc xe lao về phía họ với tốc độ cao, đang được kìm lại. Trong tiếng phanh, nghiến ken két, Gian dần Moratti bừng tỉnh. Thật may đó chỉ là một giấc mơ. Ông nhìn đồng hồ, đã 3 giờ 40 chiều. Sinh nhật thứ 48 của ông có quá nhiều cảm xúc mạnh mẽ với những cú này bất ngờ như để sự chờ đợi kéo dài bất tận. Chuyện Quang và Tâm là cùng một người hay hai người khác nhau vẫn làm ông bấn loạn. Và nếu ngày mai họ thông báo với ông rằng bà Quang đã tạ thế, việc tìm ra sự thật sẽ càng trở nên phức tạp. Nếu Quang cũng chính là Tâm, thì còn ai có thể chứng nhận điều ấy đây? Quý vị vừa nghe xong phần 10
câu chuyện tìm mẹ Việt Nam cảm động của người con lai Phi Châu. Mời quý vị nghe tiếp phần 11 Người con lai Phi Châu, câu chuyện tìm mẹ Việt Nam đầy cảm động của người con trai bờ biển Nga, qua sự thể hiện của nhà văn Võ Thị Xuân Hà. Cho đến lúc này, họ hàng thân thích của Quang sống trong làng Phương Liệt vẫn không hề chú tâm đến thông cáo tìm Tâm. Đúng là họ không biết gì về Tâm cả. Dân làng Phương Liệt cũng vậy. Làng Phương Liệt thì nhỏ đến mức người ta có thể suy ngay ra là Tâm nhiều khả năng không tồn tại. Vậy là ông phải quyết định chấp nhận Quang là mẹ mình. Ông phải tìm đến nơi bà yên nghỉ và đặt lên phần mộ bà một nhành hoa sao. Ông sẽ quay lại bờ biển Ngà với một nỗi hoài nghi. Ông hẳn đã tìm lại được một người phụ nữ mang một cái tên khác mà ông nghĩ là mẹ mình. Chỉ nghĩ thôi, chứ không có niềm tin tuyệt đối. Không, ông tự nhủ. Ông không thể sống nốt quãng đời còn lại trong sự mơ hồ như thế được. Trong trường hợp giả thiết cuối cùng này xảy ra thì ông cũng phải biết sự thật trước khi về nước. Thời điểm trở về bờ biển Ngà, ông phải không còn bất cứ một sự nhập nhằng nào nữa, không còn nghi ngờ nào, dù là nhỏ nhất, về mối liên hệ chính xác giữa ông và bà Quang. Chỉ có như vậy thì ông mới thanh thản vì đã đạt được mục đích tìm lại mẹ của mình. Dựa vào đâu mình lại tin chắc Quang chính là mẹ Tâm? Ông tự hỏi. Thông tin nào có thể đảm bảo chính xác rằng bà Quang chính là mẹ Tâm của ông? Ông biết rồi, ông sẽ giữ lại cho mình một sự kiện mà chính ông sẽ xác minh tận nơi. Đó là một dữ liệu ông giữ kín cho riêng mình, chứ không thổ lộ với bất cứ ai kể từ ngày đặt chân đến Hà Nội. Nếu anh chị em bà Quang vẫn còn sống, mà ông sẽ gọi bằng cậu hoặc gì, một trong số họ có thể bác bỏ hoặc khẳng định chi tiết này. Ông chợt nảy ra một ý, ông sẽ bóp méo thông tin thật này. Các thành viên của gia đình Quang sẽ sửa lại cho đúng. Nếu họ làm được, thì ông sẽ hoàn toàn tin tưởng Quang chính là mẹ Tâm của ông. Để thâu tóm lại, ông nhắc lại ba giả thiết. Quang còn sống. Quang và Tâm là cùng một người. Dù thế nào, Quang cũng phải đặt ra cho ông một câu hỏi có liên quan đến thông tin quan trọng mà đến thời điểm này ông là người duy nhất nắm rõ. Giả thiết thứ hai, Quang còn sống. Quang và Tâm là hai người khác nhau. Vậy Quang có thể định hướng hoặc giúp đỡ tìm ra mẹ Tâm? Câu hỏi để mẹ Tâm đặt ra cho ông vẫn còn đó. Giả thiết thứ ba, Quang không còn sống nữa. Để chắc chắn
Quang chính là mẹ Tâm. Để bày tỏ lòng tôn kính cho xứng đáng, ông dự định gặp các thành viên trong gia đình Quang. Họ sẽ thay bà đặt ra câu hỏi về thông tin mà cho đến giai đoạn tìm kiếm này, ông vẫn giữ lại cho riêng mình. Ông muốn gọi cho con trai Ano, rồi lại đổi ý, nên thu xếp trước cho nó và hết sức tránh làm nó xáo trộn thêm. Với vợ ông cũng nên làm vậy. Chẳng kể thêm thì cả hai mẹ con đã đủ băn khoăn, lo lắng về chuyện của ông rồi. Ông vẫn phải tiếp tục chiến đấu, nhưng không vì thế mà khiến họ phải bận lòng thêm. Ông sẽ đợi đến mai, sau khi gặp cháu trai của bà Quang đã. Tất cả sẽ được đặt đúng chỗ hơn nếu Quang là Tâm hay không. Quang chính là Tâm, mẹ của Dân Dần, Murati. Thứ Bảy, ngày 29 tháng 4 năm 2000. Thức giấc, Dân Dần Murati cảm thấy rất sảng khoái. Ngày hôm nay chắc chắn sẽ mang tính quyết định và có thể còn gây căng thẳng thần kinh nữa. Bây giờ ông đã quen với những biến cố ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần. Bất chấp một sự chuẩn bị về tâm lý chịu đựng những thất vọng có thể xảy ra và xoa dịu những cú sốc, ông Văn Kim đến lúc 8 giờ 15, họ cùng đến nhà ông Nguyễn Bảo, trưởng giáo xứ Phương Liệt, rồi ba người lên xe đến làng Phương Liệt. Trái ngược với ngày hôm qua, rõ ràng Dân Dần Murati thấy đỡ căng thẳng hơn hẳn. Thậm chí ông còn tỏ ra lạc quan. Ông Văn Kim nhận thấy điều này. Họ đến thẳng nhà trưởng thôn Ngọc. Trưởng thôn báo tin cháu bà Quang đã về làng từ hôm qua. Tên anh ta là Nguyễn Tiêu. Đêm qua họ đã trao đổi qua. Ông nhấn mạnh với Tiêu cần giữ kín chuyện này do tầm quan trọng của sự được và mất. Chỉ cần xác minh Quang có phải là Tâm hay không thôi. Họ đã trò chuyện rất lâu. Ông trấn an Dân Dần Murati rằng họ đang đi đúng hướng. Dân Dần mừng rỡ khi nghe những lời này, nhưng ông vẫn muốn biết họ đang đi đúng hướng nào. Ông Ngọc khuyên ông hãy kiên nhẫn. Ông mời cả ba người sang nhà Tiêu. Nhà Tiêu không xa nhà trưởng thôn là mấy. Đến nơi, quả nhiên đã thấy chủ nhân ngồi đợi. Tiêu và Dân Dần Murati bắt tay thật chặt. Họ đều vui mừng khi gặp nhau. Ông Ngọc bắt đầu trao đổi với Tiêu. Ông Văn Kim chịu trách nhiệm phiên dịch. Cậu tên gì? Cha mẹ cậu sống ở đâu? Tôi tên Nguyễn Tiêu. Gia đình tôi sống ở Phương Liệt. Cậu có quen người này không? Ông chỉ sang Dân Dần. Cháu gặp anh ấy lần này là lần đầu tiên. Anh ta từ rất xa đến đây, tận Châu Phi, chính xác là từ bờ biển Ngà. Cậu biết tại sao anh ta có mặt ở đây không? Anh ấy đi tìm mẹ. Mẹ anh ta tên Tâm, sinh năm 1929, theo đạo Thiên Chúa. Bà ấy từng bị giam trong trại Gia Lâm. Gặp một người Phi rồi làm đám cưới. Họ có với nhau một mụn con trai. Rồi họ phải tạm biệt ở Sài Gòn. Bà ấy ở lại Việt Nam. Còn chồng quay lại Châu Phi với con. Cậu con trai của họ hiện đang ngồi đây. Trong khi trò chuyện đã cung cấp cho chúng tôi những chi tiết khác. Hôm qua tôi đã bàn với cậu rồi. Anh ta thấy dân làng không ai biết bà Tâm cả, mà làng nhỏ như lòng bàn tay. Nhưng một số cựu chiến binh và những bậc cao niên khác lại nhận ra những điểm trùng hợp đến khó hiểu giữa câu chuyện về Tâm và chuyện của bà Nguyễn Thị Quang.
cô ruột cậu. Chúng tôi thậm chí đã tự đặt câu hỏi liệu đây là hai người hay cùng một người. Vì không thể phân định rõ ràng nên chúng tôi quyết định nhờ một người thân trong gia đình bà Quang tìm hiểu rõ. Bước tìm hiểu này phải được tiến hành kín đáo để tránh gây hy vọng giả tạo cho bà Quang. Bà hẳn không thể chịu được cú sốc tinh thần như vậy. Chính vì lý do này chúng tôi mới liên lạc với cậu. Cậu vẫn đồng ý hợp tác với chúng tôi chứ? Cháu sẵn sàng cung cấp tất cả những gì cháu biết, không giấu giếm gì cả. Cậu có thể nói gì với chúng tôi về bà Quang và bà Tâm? Cô Quang cháu với Tâm là cùng một người. Cô Quang cháu với Tâm là cùng một người. Vừa nghe những lời này, những cơn rùng mình chạy dọc cơ thể gian dần Morati. Ông ấy dám chắc như vậy. Những lời này thốt ra từ chính một người mà giờ đây có thể coi là anh họ đằng ngoại, thật sự thuyết phục của ông. Ông mỉm cười, nhắm mắt lại, ngăn dòng lệ. Phần tiếp theo sẽ làm sáng tỏ hết mọi chuyện, ông nghĩ. Làm thế nào cậu biết được Quang và Tâm là cùng một người? Cha mẹ cháu đã cho cháu biết chuyện này. Họ thường kể cháu nghe những chiến công của cô Quang hồi chiến tranh theo Việt Minh chiến đấu. Chuyện bà Quang ghi công với Tổ quốc thì làng này ai cũng biết. Trái lại, chẳng ai biết Tâm. Chúng tôi được biết là Tâm đã về làm vợ một lính đồng minh trong quân đội Pháp. Vậy thì Tâm sẽ ở bên đối địch của Quang. Họ không thể là cùng một người được, mà phải là hai người khác nhau. Cháu xin nhắc lại, Quang và Tâm chỉ là một. Vậy cậu giải thích sao về chuyện Tâm theo Pháp, còn Quang lại theo Việt Minh? Cô Quang cháu gia nhập đội du kích chống Pháp. Cô ấy hoạt động trong mạng lưới Việt Minh nằm vùng, khu vực nội đô. Nhiệm vụ chính của đội du kích này là chuẩn bị phục kích những đoàn xe tiếp phẩm hay tiếp viện của quân Pháp. Ngoài ra, cô ấy còn hoạt động tình báo cho phe ta. Tất cả những chuyện này không chứng tỏ được hai người là một. Cháu nói đến đó đây. Nhờ những hoạt động này mà quân Pháp chịu nhiều phen thất bại. Cô Quang cùng đồng đội hoạt động rất năng nổ. Họ căm thù quân Pháp mà. Nhưng họ phải đối mặt với bao hiểm nguy rình rập. Mật thám Pháp bằng cách nào đó đã nhận dạng được họ. Lệnh truy nã với tiền thưởng rất cao được ban bố khắp nơi. Nhận được tin, các thành viên trong đội tạm thời tách ra hoạt động riêng lẻ. Họ không muốn tổ chức Việt Minh trong thành Hà Nội rơi vào tình thế nguy hiểm. Cô Quang bị Sở Đầm bắt trong một cuộc vây giáp dân thường. Khi bị tra khảo, cô khai tên mình là Tâm. Thế là tên Tâm được khai trong sổ sách của trại Gia Lâm. Cô ấy biết người mang tên Nguyễn Thị Quang đang bị săn lùng giáo giết mà. Gian dần Morati không thể cầm được nước mắt. Dòng nước mắt tuôn rơi lã chã trên má ông. Những giọt nước mắt của niềm vui và hạnh phúc. Những giọt nước mắt nói lên biết bao năm tháng hy vọng vẫn thường được đánh dấu bằng những lo âu, khiếp sợ và đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Ông vừa tìm thấy mẹ. Cuối cùng thì một ngày mới cũng đến. Ông không cố kìm nước mắt nữa. Ông bật khóc nức nở. Tất cả mọi người nhìn ông, không ai nói câu gì. Họ cũng đang xúc động
chứng kiến cuộc chiến gian khổ bấy lâu ông theo đuổi, đã đi đến thắng lợi cuối cùng. Họ tự hào vì cùng lúc vừa là nhân chứng, vừa là người trực tiếp tham gia vào chuyến phiêu lưu kỳ lạ và khắc khoải này. Họ biết nên để mặc dần dần xả hết những áp lực tâm lý bởi nhiều biến cố trong quá trình tìm kiếm đã tích tụ trong ông suốt những ngày qua. Ông Văn Kim đưa dần dần chiếc khăn tay. Dần dần Borati cảm ơn và lau nước mắt. Cuộc trò chuyện tiếp tục với chuyện kể của Tiêu. Sở tình báo và mật thám Pháp không biết mặt người phụ nữ chúng đang truy nã, nhờ thế mà cô Quang thoát. Tuy nhiên cô vẫn bị tra cung như những tù nhân khác. Để khai thác về tổ chức Việt Minh trong thành Hà Nội, tất cả tù nhân Việt Nam đều bị giới cầm quyền Pháp coi như tham gia hay ủng hộ Việt Minh hết. Rất ít người biết thân phận kép của cô Quang. Đồng đội dù bị tra khảo cũng không phản bội khai ra cô. Bản thân cô Quang cũng phải chịu nhục hình, nhưng không khai điều gì, kể cả thân phận thật của mình. Chính vì thế mà cái tên Tâm vẫn lưu trong hồ sơ của cô ấy. Dưới cái tên này, cô đã được cấp giấy tờ tùy thân mới do chính giới cầm quyền Pháp xác nhận. Rồi cô ấy quen người sau này trở thành chồng mình, rồi sinh con. Bởi vậy dần dần có lý khi nói mẹ anh ấy tên là Tâm. Dân làng cũng thành thực khi khẳng định không ai trong số họ mang tên Tâm. Họ cũng không nhầm khi tìm ra những điểm trùng hợp đáng ngạc nhiên giữa Tâm và Nguyễn Thị Quang. Chính cô Quang cháu với danh phận Tâm thường xuyên đến thăm anh cả là Nguyễn Huyên, cha cháu ở bệnh viện Bạch Mai. Sau khi Pháp thất trận tại Việt Nam, chồng quay về châu Phi, cô ấy đã lấy lại tên thật Nguyễn Thị Quang. Thời chiến tranh chống Mỹ, cô ấy còn lấy một bí danh khác nữa. Bây giờ thì cô ấy chỉ dùng tên Nguyễn Thị Quang mà ông bà nội cháu đặt cho thôi. Họ hàng của bà ấy còn ai sống trong làng Phương Liệt không? Còn một cô trên cô ấy nữa, rất đông con cháu. Trong làng Phương Liệt có nhiều người trong họ cháu lắm. Bà ấy còn sống chứ? Vâng, cô Quang còn sống. Cô ấy cũng lớn tuổi rồi, 20 năm hoạt động bí mật cũng làm sức khỏe suy yếu nhiều. Cậu có thể cho chúng tôi, và nhất là dân dần Morati, người đang rất nóng lòng muốn biết bà ấy hiện sinh sống ở đâu không? Cô ấy đang sống trong thành phố Hồ Chí Minh, đã nhiều lần dọn nhà nên cháu không biết chính xác địa chỉ nhà. Hôm nay cháu phải liên lạc với vài người đang sống ở Hà Nội, thân thiết với cô ấy. Họ có thể cho địa chỉ chính xác. Mọi người đừng lo lắng về chuyện này, cháu sẽ đưa ra câu trả lời thỏa đáng trong thời gian nhanh nhất có thể. Trong thời gian chờ đợi, cháu phải bắt tay người em họ đằng ngoại và nhiệt liệt khen ngợi cậu ấy vì tình thương yêu cậu ấy đã dành cho cô Quang của cháu. Họ ôm hôn nhau trong tiếng vỗ tay của những người còn lại. Tất cả đều đứng dậy. Mỗi người đều bắt tay dần dần Morati thật chặt. Chúc mừng ông. Dần dần Morati đáp lại từng người một. Ông Văn Kim, ông Nguyễn và ông Ngọc bằng những lời cảm ơn vì đã ủng hộ và khích lệ ông. Ông nhấn mạnh đến tấm lòng nhiệt tình giúp đỡ và sự cổ vũ quý báu của từng người. Tiêu mời mọi người dùng trà trong không khí thân mật và nhất là tràn ngập hoan hỉ, phấn khích. Dần dần Morati nghĩ đến phản ứng của những người thân khi được ông báo tin bất ngờ này. Sau khi trao đổi nhanh, ông Văn Kim nói dần dần biết sẽ tạm thời không liên lạc với họ hàng bên ngoại của ông ở làng Phương Liệt.
trong thời gian này. Những người có mặt ở đây sẽ không tiết lộ bất cứ thông tin nào cho họ biết ông chính là con của Nguyễn Thị Quang. Theo họ, việc cần làm trước tiên là tìm ra địa chỉ chính xác của mẹ ông ở thành phố Hồ Chí Minh đã. Họ cho dân dần Morati biết mẹ ông đã tái hôn. Họ phải đề cập thật khéo léo chuyện này với bà để chuẩn bị tâm lý đón nhận tin mừng. Bên cạnh đó cũng phải thận trọng tiếp cận người chồng để không làm người này phải sốc hay phật lòng. Dần dần Morati đồng ý theo các bước này. Cuộc hẹn tiếp theo sẽ diễn ra lúc 10 giờ ngày kia tại nhà ông Nguyễn, trưởng xứ đạo Phương Liệt. Hôm đó Tiêu sẽ thông báo địa chỉ chính xác của cô Quang, mẹ Dần dần Morati. Mai là ngày lễ mừng thống nhất đất nước ở Việt Nam, kỷ niệm ngày giải phóng Sài Gòn 30 tháng 4 năm 1975. Họ quyết định ai về nhà nấy, ngày kia mới gặp lại để tiện tham dự các chương trình riêng trong dịp lễ này. Trừ ông Văn Kim quyết định ở lại làng Phương Liệt. Dần dần Morati về khách sạn, lòng không còn vướng bận nữa và hạnh phúc vì đang trong hoàn cảnh thuận lợi. Lên phòng, ông ngồi trên ghế, tạ ơn Chúa đã cho giấc mơ điên rồ thuở nhỏ của ông thành hiện thực. Tìm lại mẹ, phải vượt qua biết bao trở ngại mới đến được đích. Ông hồi tưởng lại tuổi thơ bất hạnh đáng thương mà mình đã từng trải qua. Ông nhớ lại những đau đớn, những cơn đói, những bất công xảy ra như cơm bữa suốt thời thơ ấu. Ông nhớ những trận đòn tàn nhẫn đến thành sẹo trên khắp thân thể. Những trận đòn thừa sống thiếu chết hẳn đã cướp đi mạng sống của ông nếu không được cứu chữa kịp thời và chăm nom chu đáo. Trong cuộc chiến đấu sinh tồn thuở ấy, đối mặt với thói cư xử tàn nhẫn trong môi trường gia đình, ông nhận thức mình trong cơn nguy khốn đã tuyệt vọng cầu cứu mẹ, nhưng vô hiệu. Ông đã phải bỏ nhà đi bụi để thoát khỏi môi trường nghiệt ngã ấy, trở thành kẻ lang thang đường phố, rồi thành một thằng lưu manh thật sự một thời. Trong môi trường tội phạm không biết đến xót thương này, ông phải tự mình học lấy cách đánh lộn, chịu đòn, ra đòn, đôi khi hung bạo và tàn nhẫn. Chúa đã giữ ông không sa ngã vào những thứ xấu xa tầm thường. Ông đã dừng lại đúng lúc, nếu không, ngày hôm nay ông đã không biết đến niềm vui được ôm mẹ trong vòng tay sau 50 năm xa cách. Ông ca ngợi đấng tối cao đã giúp ông thoát khỏi sự lôi kéo của băng đảng hè phố, đã chớm làm ông mở mắt. Bàn tay Chúa đã chăm lo cho ông, tạ ơn người đã ban cho ông sức chịu đựng dẻo dai để vượt qua những thử thách ấy. Tạ ơn người đã gieo mầm trong ông lòng vị tha đối với cha mẹ, không lấy oán trả oán. Ngày hôm nay chính là phần thưởng Chúa dành cho ông vì lựa chọn đó. Ông nghe thấy những lời khuyên thấm thía của cô Naomi, người đã kêu mang ông thuở nhỏ, tiếc là lâu nay đã bặt tin cô. Lúc này tâm nguyện đã thành, ông muốn xiết bao được chia sẻ cùng cô Naomi. Ông lại hình dung giây phút lịch sử hai mẹ con giáp mặt nhau. Trong khi chờ đợi cuộc gặp đáng nhớ này, ông quyết định gọi điện cho vợ và con trai Anau để chia sẻ niềm vui. Hai cuộc điện thoại đều ngập tràn niềm vui và nhẹ nhõm vì nhiệm vụ đã hoàn thành. Cả hai đều rất đỗi vui mừng khi nghe tin. Anau muốn sang Việt Nam để chứng kiến cuộc hội ngộ lịch sử này. Dần dần bảo con hãy kiên nhẫn, trong lòng hơi ngạc nhiên về phản ứng quá mau lẹ này. Để ngăn nó lại, ông bảo rằng nếu sớm nhất thì nó cũng không thể đến Việt Nam đúng dịp được.
khoảng cách giữa thành phố Detroit của Mỹ với Hà Nội là quá lớn. Hạn làm visa nhập cảnh vào Việt Nam có thể kéo dài đến một tuần, giống như ở Pháp. Nên hoãn kế hoạch ấy lại thì hơn. Dần dần cũng nhắc luôn đến giá vé máy bay và những lý do tài chính. Arnold đành chịu thuyết phục trước lý lẽ mà cha cậu đưa ra. Tuy nhiên Dần dần vẫn rất tự hào vì phản ứng đó của con trai. Vợ ông cũng nhắc đến chuyện dọn dẹp và trang trí phòng dành cho mẹ chồng. Nghĩ đến chuyện đón tiếp mẹ chồng từ sân bay về nhà, bà Dần dần đề nghị gửi chuyển phát nhanh cho chồng tiền để chi trả chuyến đi cho mẹ. Dần dần lại thêm lần nữa lúng túng trước những kế hoạch của vợ mình. Ông nhắc lại để bà nhớ rằng mục đích của chuyến đi là tìm gặp lại mẹ. Chuyện phải làm trước tiên là thiết lập một mối liên hệ và xác định địa chỉ. Chẳng sau này ông mới thu xếp đưa bà về Abidjan, bờ biển Nga. Dần dần Murati chắc chắn đã rất thỏa nguyện sau khi nghe những đề nghị này. Đã đến giờ ăn trưa, ông ngồi vào bàn và ăn rất ngon miệng. Ông muốn chợp mắt một lúc nhưng không tài nào ngủ được. Quãng thời gian 48 tiếng chờ đợi để gặp lại mẹ đối với ông như dài vô tận. Ông đã chờ đợi suốt 48 năm qua. Giờ chỉ còn 48 tiếng nữa thôi, ông có thể đợi được. Dần dần ý nghĩ đưa mẹ về Abidjan sống cùng mình vài tháng bắt đầu hình thành trong tâm trí ông. Gợi ý này của vợ ông hợp lý. Thật tuyệt nếu đưa mẹ ông về sống trong gia đình ở Abidjan. Bọn trẻ sẽ rất mừng khi lần đầu tiên gặp bà nội chúng. Cha ông cũng sẽ vui nếu được gặp lại người vợ đầu tiên. Sẽ là một cuộc hội ngộ sau bao xa cách đầy cảm động. Tâm hẳn sẽ trách cứ George đã bỏ rơi bà. Không chỗ trông cậy, không tin tức trong ngần ấy năm dòng. Nhưng niềm hạnh phúc thấy lại cậu con trai sẽ lấn lướt những trách giận người chồng cũ. Dần dần hình dung ra niềm tự hào của cha khi báo tin cho những đồng đội cũ ở chiến trường Việt Nam đang sống ở bờ biển Nga. Ông như thấy buổi tiệc lớn mà cha ông sẽ tổ chức để mừng mẹ ông về làng. Đề xuất của vợ ông rất hay, ông quyết theo phương án này. Ông để mặc những hình ảnh diễu qua, chen chúc, đan lồng vào nhau, xoa dịu tâm trí mình. Ông mường tượng tất cả những cuộc viếng thăm tấp nập của họ hàng, bạn bè, thân quyến đến tận nhà để thăm hỏi mẹ ông. Ông như đã nghe thấy những lời chúc mừng cho khám phá phi thường này. Ông sẽ thuật lại cho họ tất cả những biến cố trong chuyến phiêu lưu đến Việt Nam. Ông cũng nghĩ đến buổi đón tiếp tổ chức ở Abidjan để chính thức thông báo với tất cả mọi người là mẹ ông sang chơi. Đó sẽ là một ngày hội châu Phi đúng nghĩa với những điệu múa dân gian, hát ứng tác, âm nhạc, kịch ngắn và một bữa tiệc thực sự. Ông dự định quay phim sự kiện đặc biệt này để lưu giữ mãi kỷ niệm. Ông muốn cháu chắt của mình một ngày nào đó có thể chiêm ngưỡng buổi tiếp đón cụ nội. Ông sẽ nhờ những người bạn làm bác sĩ chăm sóc đặc biệt đến sức khỏe của mẹ. Vợ ông sẽ học nấu các món Việt Nam để bà thưởng thức. Mẹ ông đã trải qua 40 năm cuộc đời mình trong chiến tranh. Đây là lúc bà tận hưởng tối đa cuộc sống bên con trai mình. Tiếp đó ông sẽ thuyết phục để bà sang đây ở hẳn với vợ chồng ông. Ông cũng sẵn sàng mời chồng bà cùng sang nếu ông ấy muốn sống ở bờ biển Nga. Chuông điện thoại reo vang kéo ông ra khỏi những mơ mộng. Ông Văn Kim gọi hẹn có mặt ở khách sạn lúc 5 giờ chiều để nói chuyện thân tình với ông. Vợ ông Văn Kim sẽ cùng đi.
Dần dần Morati đặt báo thức lúc 4 giờ 40. Ông chừa ra 20 phút để chuẩn bị tiếp đón họ. Đã thấm mệt với những dự định về chuyến thăm của mẹ về bờ biển Ngà, ông ngủ thiếp đi không chút khó khăn. Vợ chồng ông Văn Kim có mặt đúng giờ hẹn. Ông Văn Kim đúng giờ đến mức đáng ngạc nhiên. Điều này khiến ông mỉm cười khi nghĩ đến các cuộc hẹn giờ giấc rất cao su của người châu Phi. Ông công nhận người dân châu Phi rất muốn bắt kịp những tụt hậu về mặt kinh tế và xã hội. Tuy nhiên, họ không ngần ngại ngầm biện hộ cho sự chậm trễ trong việc quản lý thời gian. Dần dần tiếp ông bà Văn Kim ngay tại phòng. Ông Văn Kim ngồi trên giường, bà Văn Kim ngồi cạnh Dần dần Morati. Bà chúc mừng Dần dần vì ý chí quyết tâm và kiên trì của ông trong chuyến phiêu lưu tuyệt vời này. Phần kết có hậu đang rất gần. Bà khẳng định điều ấy với giọng run run vì xúc động. Tự đặt mình vào vị trí của bà Quang, bà thấy rất hãnh diện vì con trai đã tìm được mình. Bà đặt tay lên tay Dần dần Morati, tỏ ý ngưỡng mộ với những việc ông đã làm. Ông Văn Kim lên tiếng thông báo ông đã ở lại làng Phương Liệt để thu thập những thông tin hữu ích từ một số người cao tuổi có quen biết bà Quang. Hy vọng là thông tin không đáng lo. Đúng vậy, không có gì đáng ngại cả. Tôi chỉ muốn biết thêm chút ít về bà Quang và giúp cậu hiểu mẹ rõ hơn trước cuộc gặp tới đây thôi. Tôi xin nghe. Bà Nguyễn Thị Quang là một người Việt Nam yêu nước và kiên trung, đã hy sinh cả tuổi xuân của mình để chiến đấu trong hàng ngũ Việt Minh. Kết thúc chiến tranh thì bà cũng đã hơn 50, tức là cuộc đời đã trải qua hơn 40 năm chiến tranh, thì đã có 20 năm hoạt động trong đội du kích rồi. Mẹ cậu, bà Quang cũng là Tâm, rất dũng cảm, táo bạo, thường xuyên tham gia vào những trận tác chiến của đặc công phục kích quân địch, cả thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Bà ấy còn chuyên về đặt mìn chống tăng và mìn sát thương. 25 năm hoạt động chủ yếu trong rừng, điều kiện vô cùng vất vả, thiếu thốn. Cậu nghe kịp chứ? Tôi vẫn đang nghe bác nói đây, đang theo Việt Minh hoạt động tích cực. Sao bà lại cưới cha tôi, tức là chấp nhận đứng về phía đồng minh của Pháp? Doanh trại của Pháp tại Gia Lâm bị quân du kích Việt Minh xâm nhập, cần có ai đó luồn vào để phối hợp hành động. Hồi bị bắt làm tù binh, mẹ cậu đã chịu trách nhiệm thu thập tối đa thông tin về động thái của quân Pháp, rồi liên lạc với các đầu mối khác đang được cài trong doanh trại. Ngay cả khi bị giam, mà cách nào đó, bà vẫn tham gia vào một số hoạt động trong vùng. Tuy nhiên, tôi cũng phải báo cậu biết, mẹ Quang của cậu đã chịu đòn tra tấn để lại di chứng. Ra tù thì bà ấy về làm vợ cha cậu. Rảnh tay rồi, bà tiếp tục chuyển tin tức thu nhận được từ trong trại cho Việt Minh. Chính bởi nhiệm vụ này đối với Việt Minh mà năm 1955 bà ấy không muốn cùng chồng về châu Phi. Tôi hiểu, bà ấy đứng trước lựa chọn giữa tình cảm cá nhân và lòng yêu nước. Quả thật bà ấy dự định gặp lại cha con cậu khi chiến tranh kết thúc, nhưng không may liền sau đó lại là chiến tranh chống Mỹ. Tôi biết. Vậy là cha tôi không hề biết vợ mình là một điệp viên. Chính xác, với nghĩa cao quý và tinh thần ái quốc của từ này, cha cậu chưa hề biết. Tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác trong cuộc phiêu lưu mang dáng dấp tiểu thuyết này. Bà ấy đã được phong tặng nhiều huân chương chiến công, nhưng đáng ngạc nhiên là bà ấy không bao giờ xem những thứ huân chương ghi nhận lòng dũng cảm và lòng yêu nước của mình là trọng. Mãi sau, bà mới nhận một huy chương cao quý duy nhất.
Dù thế nào tôi cũng rất hãnh diện về mẹ. Tôi thấy vinh dự nhờ tinh thần trách nhiệm, lòng trung hậu của bà đối với Tổ quốc. Cả đời mẹ đã nếm trải bao đau khổ, bà vẫn vươn lên bất chấp nghịch cảnh. Chuyện từ chối huân huy chương cho thấy bà rất khiêm nhường. Tôi ước mình thừa hưởng một vài nét tính cách ấy. Ông có thông tin gì về người chồng hiện nay của bà không? Không có thông tin cụ thể nào cả. Tôi chỉ biết họ gặp nhau và tổ chức đám cưới khi chiến tranh kết thúc. Khi ấy mẹ cậu cũng không còn trẻ nữa. Bà ấy tái hôn hẳn để không phải sống một mình. Ngoài tôi ra, mẹ có người con nào khác không? Chuyện này tôi không rõ. Mẹ tôi có mang thương tật không? Tôi tin là không. Cậu Tiêu đã hứa gắng hết sức để trong hôm nay hoặc ngày mai xác định được nơi ở của bà Quang. Tôi mong Tiêu thành công để chúng ta có thể đến gặp bà. Anh họ cậu rất năng động. Chúng tôi tin tưởng cậu ấy, nhất là khi cậu ấy có nhiều lý do để giúp chúng ta. Cậu ấy cũng đang nóng lòng tìm chỗ ở hiện tại của cô ruột mình. Họ rất gắn bó với nhau. Đây chỉ là một vài thông tin về bà Quang, mẹ cậu mà tôi có thể thu thập giúp cậu. Đừng lo gì cả, ít lâu nữa cậu sẽ gặp mẹ. Bây giờ chúng tôi xin phép về nhà. Mai là ngày hội thống nhất đất nước. Tôi hy vọng cậu tranh thủ dịp này nghỉ ngơi thư giãn. Nếu cậu cần đến chúng tôi thì cứ gọi điện, tôi sẽ đến khách sạn gặp cậu. Ông bà Văn Kim cáo từ ra về. Sau bữa tối, dần dần Morati không thể ngăn mình đưa ra một số giả thiết về điều kiện sinh sống của mẹ mình. Bà đã tích cực tham gia chiến đấu hơn 25 năm trời, đã giải ngũ 25 năm nay. Điều này có nghĩa là bà chưa bao giờ làm việc để dành dụm một khoản tiền nào. Chắc chắn cũng không có tiền tiết kiệm. Nhiều khả năng bà cũng không có tài sản nào đáng giá. Vào tuổi bà bây giờ, ông không thể tưởng tượng ra cảnh bà buôn bán đồ lặt vặt kiếm sống. Có vẻ như khoản trợ cấp hưu trí là nguồn thu nhập duy nhất của bà. Tuy có nhiều lợi thế để phát triển, nhưng Việt Nam vẫn còn nghèo. Khoản tiền ấy chắc chắn chỉ mang ý nghĩa tượng trưng. Đối với rất đông những cựu chiến binh cùng hoàn cảnh với bà, trong tình cảnh ấy, bà sẽ lệ thuộc chồng về kinh tế. Xuất thân của bà chắc cũng không phải giàu có để nghĩ bà có thể được thừa hưởng gia tài gì đáng kể. Nhà của anh trai bà, bố của Tiêu, ở làng Phương Liệt là một minh chứng rõ ràng. Hẳn bà phải sống rất cơ cực. Dần dần luận ra cảnh sống của mẹ rất giản dị. Nếu không muốn nói là nghèo túng, nhưng dù thế nào đi nữa, bà cũng không phải lo. Con trai bà từ giờ sẽ ở bên cạnh. Bà sẽ được hưởng tất cả những gì bà muốn có. Cậu con trai luôn vươn lên cuộc sống vì bà, từ ngày đi học cho tới lúc đi làm. Để đạt đến một vị trí nào đó trong xã hội, bất kể giàu nghèo, bà cũng có quyền nhận truy lĩnh toàn bộ cổ phần tài chính mà con trai bà đã gây dựng được. Ông nằm dài trên giường để thư giãn, nhắm mắt lại để cố gắng mường tượng ra một hình ảnh về người mẹ mà ông không còn lưu giữ một kỷ niệm nào hết. Chuông điện thoại reo, Anao gọi đến. Dần dần kể con trai nghe cuộc trò chuyện với ông Văn Kim ban nãy. Anao nghe như nuốt lấy từng lời cha nói. Không nói một lời khiến trong giây lát, dần dần ngỡ như điện thoại mất tín hiệu liên lạc. Nội con xuất thân từ tầng lớp bình dân khiến con rất hãnh diện. Con rất ngạc nhiên bởi tinh thần chiến đấu và đức tính kiên trung của bà.
Nội hẳn phải là một người phụ nữ cá tính. Và không màng nguy nan, không cần con nói vậy, thì từ nay bà nội cũng đã trở thành một biểu tượng của gia đình mình, biểu tượng của lòng quả cảm, đức hy sinh, xả thân quên mình, tinh thần ái quốc và tinh thần trách nhiệm. Chỉ tiếc là con ở xa nội và cha quá, không được chứng kiến cuộc gặp gỡ lịch sử này, con thấy bứt rứt không yên. Cha hãy hôn nội thay chúng con. Con và vợ sắp cưới của con nãy giờ nghe cha con ta nói chuyện tới nội. Cô ấy rất ngạc nhiên và thán phục khi nghe câu chuyện cha vừa kể về nội. Chúng con luôn bên cha. Cậu con trai đề nghị gửi cho cha một khoản tiền đủ chi phí vé khứ hồi đến Việt Nam. Dịch vụ chuyển tiền nhanh hoạt động rất hiệu quả. Người cha cảm ơn con trai đã nghĩ đến mình. Ông sẽ báo cho nó biết khi cần đến khoản tiền đó. Lễ tân khách sạn cắt ngang cuộc trò chuyện để báo rằng một cuộc gọi nữa đang chờ ông. Người gọi là thư ký của Gian Dần. Hai cha con liền hẹn ngày mai sẽ liên lạc lại. Gian Dần Morati thuật lại chuyện với bà Alice. Tôi vẫn chắc chắn là ông sẽ thành công mà. Tôi chẳng biết nói gì để diễn tả niềm vui của mình lúc này. Hy vọng ông sẽ ghi lại cuộc gặp gỡ đáng nhớ này trên máy quay. Những người không được chứng kiến như chúng tôi đây sẽ được sống lại giây phút hạnh phúc đó. Tôi luôn mang theo máy quay bên mình. Cậu lái xe sẵn sàng giúp cho chuyện này. Ngày Tổng Giám Đốc hỏi thăm ông, tôi hứa sẽ gọi lại cho ông ấy ngay sau khi liên lạc được với ông. Cô nói để Tổng Giám Đốc yên tâm là mọi việc đang tiến triển đúng hướng. Trong vòng 48 tiếng nữa thôi, tôi sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian. Ngoài Tổng Giám Đốc ra, đừng nói cho ai ở Abidjan biết chuyện vào lúc này. Hãy đợi tin của tôi, rồi hãy nói rộng ra. Tôi đang không khác gì Thánh Thomas. Tôi muốn nhìn thấy, cảm thấy, chạm vào bà ấy, ôm lấy bà trước khi loan báo tin tốt lành này. Gian Dần Morati đi tắm, ông đứng rất lâu dưới vòi hoa sen, tận hưởng cảm giác khoan khoái, mát mẻ của nước ấm đang chảy trên cơ thể. Nước chính là cuộc sống, và ông như tái sinh với ý nghĩ sẽ sớm được gặp mẹ lần đầu tiên sau gần 50 năm trời. Dù bà có đang ở đâu trên đất nước Việt Nam này, ông cũng không ngần ngại tìm đến với bà. Chủ nhật, ngày 30 tháng 4 năm 2000. Gian Dần vừa ăn sáng, vừa theo dõi cuộc diễu hành của quân đội và các tầng lớp dân chúng kỷ niệm ngày thống nhất nước Việt Nam qua truyền hình. Giờ là 7 giờ sáng, điện thoại đổ chuông. Bà Hortense gọi từ Luxembourg. Ông cố gắng tóm lược lại tất cả những biến cố và các bước tiến hành để tìm lại được mẹ. Ông không nói nhiều đến những buồn phiền mình đã phải trải qua, mà nói luôn vào việc chính. Mẹ ông thật phi thường. Câu chuyện về quá khứ của bà làm tôi mến phục quá. Một người yêu nước thật sự, và ở Việt Nam những người như bà ấy có đến hàng triệu. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao người Pháp và người Mỹ không thể dùng quân sự hòng áp chế dân tộc bất khuất này được. Tôi cũng đã có một cái nhìn khác về con người Việt Nam. Tôi đã quan niệm khác về tinh thần chiến đấu
và chủ nghĩa anh hùng của dân tộc Việt Nam trong suốt 4 thập kỷ chiến tranh. Cùng là phụ nữ với nhau, tôi có thể hình dung ra những gì bà ấy sẽ cảm thấy. Trong những tình huống kiểu này, nếu không đề phòng, bà ấy không trụ nổi mất. Những người đang tìm kiếm chỗ ở của bà ấy và tiếp cận bà ấy biết rõ điều này. Mong mọi chuyện đều suôn sẻ thuận lợi cho cả ông và mẹ ông. Bà ấy chắc không thể tin một ngày kia sẽ gặp lại con trai mình. Trước khi quyết định xa con mình, bà đã phải đau khổ nhiều. Một người mẹ không thể chịu được cảnh phải xa con. Nỗi đau còn lớn hơn khi bà thậm chí không biết con mình đang ở đâu. Tôi sẽ liên lạc lại ngay khi điều thần kỳ ấy xảy ra. Cả ngày hôm đó, dần dần Murati ngồi xem truyền hình. Thời gian trôi chậm quá, ông nghĩ. Ông chỉ mong sao Tiêu sẽ tìm ra nơi mẹ ông đang sống. Quý vị vừa nghe xong phần 11 câu chuyện tìm mẹ của người con trai bờ biển Ngà. Quý vị nghe tiếp phần 12 câu chuyện người con lai Phi Châu, người con trai bờ biển Ngà đi tìm người mẹ Việt Nam của mình. Quý vị thân mến, cho đến phần này, hầu hết những người trong cuộc đều rất sốt ruột và hy vọng việc tìm mẹ của dân dần Murati đã trong tầm tay. Chúng ta cùng nghe tiếp câu chuyện. Bà Quang biết dân dần Murati đã đến Việt Nam. Ông Văn Kim gọi điện cho dân dần Murati. Tôi có một tin vui cho cậu đây. Tôi mừng quá, tôi đang nóng lòng muốn biết đây. Cậu Tiêu đã tìm ra một người ở Hà Nội biết bà Quang mẹ cậu hiện đang ở đâu. Một người bạn thuở nhỏ vừa đến thăm mẹ cậu cách đây không lâu. Bà ấy tên là Mai. Mẹ tôi đang ở đâu? Hiện giờ mẹ cậu sống ở Tiền Giang, cách thành phố Hồ Chí Minh vài trăm cây số. Mẹ có biết tôi đang ở Hà Nội không? Bà ấy chưa biết đâu. Cậu Tiêu đã giải thích với Mai mục đích của cậu đến Việt Nam. Bà Mai nghĩ sao ạ? Bà Mai rất vui khi biết chuyện. Bà ấy tình nguyện giúp cậu. Bà ấy còn khóc khi nghe tin cậu đang ở Hà Nội. Nhà mẹ cậu không có điện thoại. Bà Mai đang tìm cách liên lạc với bà ấy qua đường điện thoại của một người khác. Đúng là một tin tuyệt vời. Liệu tôi có thể gặp nói chuyện trực tiếp với bà Mai không? Ngay lúc này thì không. Chúng tôi sẽ dẫn cậu đến gặp bà Mai ngay khi có thể. Hiện tại bà ấy đang chạy đôn chạy đáo để liên lạc với bà Quang. Tại sao ta không thu xếp vào thành phố Hồ Chí Minh ngay hôm nay
hoặc muộn nhất là ngày mai. Lúc nối được liên lạc thì chúng ta đã ở ngay gần Tiền Giang rồi. Vậy không tốt hơn sao? Tôi hiểu cậu đang rất nóng ruột, nhưng tôi nghĩ ta nên kiên nhẫn. Giờ chúng ta đã biết mẹ cậu sống ở vùng nào, hãy từ tốn mà tiến hành. Cứ tin ở chúng tôi như cậu đã tin từ trước đến giờ. Cậu sẽ gặp lại mẹ cậu bằng xương bằng thịt sớm thôi, thậm chí còn sớm hơn cậu có thể nghĩ. Đó là mong ước lớn nhất của tôi lúc này. Tôi đã chờ đợi và hy vọng suốt 45 năm qua. Tôi có thể kiên nhẫn chờ đợi thêm 24 tiếng nữa. Chúc một ngày tốt lành. Cậu hãy tận dụng lễ hội này để bình tâm lại. Chúng ta đang đi đúng đường, sắp ra khỏi đường hầm rồi. Chúng ta đã thấy ánh sáng ban ngày, những tia nắng mặt trời đầu tiên. Họ hàng bên ngoại tôi sống trong làng Phương Liệt, có biết tôi còn sống và hiện đang ở Hà Nội không? Không, bí mật này vẫn được giữ kín, tôi đảm bảo với cậu. Bây giờ tôi phải gọi điện cho ông Nguyễn và ông Ngọc. Tôi sẽ gọi lại cho cậu ngày mai, hoặc sớm hơn nếu có tin tức mới. Cú điện thoại của ông Văn Kim khiến dần dần Morati thật tình nhẹ cả người. Chí ít bây giờ ông cũng biết mẹ mình đang sinh sống trong thành phố nào. Ông đã làm quen với một trong số những anh chị em họ đàng ngoại của mình, có thể liên lạc với họ hàng bên ngoại sống trong làng Phương Liệt bất cứ lúc nào. Ông đã thăm lại nơi mình được sinh ra. Tất cả những điều thu nhận được ấy vô cùng quan trọng và củng cố niềm tin nơi ông rằng ông phải nhẫn nại như ông Văn Kim đã yêu cầu. Chỉ 24 giờ đồng hồ nữa thôi và mơ ước sẽ thành hiện thực. 24 tiếng này sẽ là dài nhất trong đời mình. Ông nghĩ vậy. Ông tắt tivi và nằm dài trên giường. Những câu hỏi bắt đầu chen lấn trong đầu. Và nếu người phụ nữ này không thể bắt liên lạc với mẹ ông trong vòng 24 tiếng thì sao? Phải quyết định thế nào đây? Ông có nên đến gặp mẹ bất chấp ý ngăn cản của ông Văn Kim không? Ông có nên dự tính một chuyến đi đông người để đến thành phố nơi mẹ ông sinh sống không? Những người tiếp chuyện có lẽ sẽ phản đối bước tiến hành này. Ông có nên khăng khăng giữ ý định ấy không? Họ không coi ông như một kẻ bội bạc, ăn cháo đá bát chứ. Nếu ông vẫn theo đuổi dự định ấy đến cùng, thì một khi đã đến Tiền Giang rồi, ông sẽ phải xử trí thế nào đây? Ông sẽ phải tìm một người phiên dịch khác. Ngay cả khi tìm ra được nhà mẹ, thì sao chứ? Làm sao đề cập đến lý do đưa ông đến Việt Nam? Tự giới thiệu về mình thế nào? Mẹ sẽ phản ứng ra sao? Ông có biết cách thu xếp để không gây cho bà một cơn sốc mà chắc bà không thể chịu nổi? Cha dượng sẽ phản ứng thế nào khi gặp ông? Cuộc gặp gỡ với ông ấy sẽ không biến thành một cái gì đó khác chứ? Mẹ có thể đứng ra dàn xếp hiệu quả giữa hai người chứ? Sao ông không ngoan ngoãn chấp nhận kiên trì thêm 24 tiếng nữa, hay thậm chí 72 giờ nữa nếu thời hạn này với ông là cần thiết? Ngược lại, nếu bà Mai liên lạc được với mẹ ông trên điện thoại, thì bà ấy sẽ xử sự thế nào? Bà Mai sẽ dùng những luận chứng gì để chuẩn bị tâm lý cho mẹ ông? Mẹ sẽ không đòi gặp ông ngay đấy chứ? Thế thì quá tuyệt vời. Ông sẽ không đợi mẹ phải nói đến lần thứ hai đâu. Và nếu bà quyết định ra Hà Nội thì sao? Không thể tin vào điều tuyệt diệu ấy. Ông sẽ huy động cả họ ngoại đang sống trong làng Phương Liệt ra sân bay đón bà. Nhờ có ông Văn Kim hợp tác, thậm chí ông có thể mời các phương tiện thông tin đại chúng
tham gia vào sự kiện đặc biệt này. Vì liên quan đến báo chí, các phương tiện thông tin, ông bật TV lên. Khi ông quyết định đi ngủ, thì trời đã rất khuya. Thứ hai, ngày 1 tháng 5 năm 2000. Một cảm giác lo âu xâm chiếm gian dần Moratti khi ông tỉnh giấc. Ông sợ mà không biết lý do. Sự bó tay chờ đợi này khiến tâm trí ông hoảng loạn. Tuy là mọi tin tức đều tốt lành, thậm chí còn tuyệt vời nữa, chỉ cần kiên nhẫn thôi. Ông chỉ có việc theo dõi các chương trình truyền hình để giết thời gian. Đi dạo quanh thành phố đối với ông có vẻ không đúng lúc, thậm chí cũng chẳng đúng chỗ. 10 giờ, ông Văn Kim gọi điện báo mình sẽ qua khách sạn. Tôi sẽ qua đón cậu. Ông Nguyễn, trưởng sứ đạo Phương Liệt đang chờ chúng ta. Chuyến thăm này có nguyên do gì đặc biệt không? Ông Nguyễn vừa gọi điện cho tôi báo là có tin về mẹ cậu, bà Quang, cũng là bà Tâm. Bà Mai đã liên lạc được với mẹ cậu qua điện thoại. Cậu Tiêu đã thông báo thế. Ông Nguyễn nhắn chúng ta qua nhà ngay để ông ấy thuật lại chuyện này. Chúng ta đi ngay thôi. Tôi nóng lòng muốn biết mẹ tôi và bạn bà đã nói với nhau những gì. Sao bác không kể tôi nghe qua trước? Tôi không biết gì nhiều. Trái lại, tôi đã hỏi và nhận được câu trả lời. Chắc chắn mẹ cậu bây giờ đã biết cậu đang ở Hà Nội. Một cơn rùng mình chạy khắp người gian dần Moratti, từng đợt dữ dội. Mẹ biết ông đang ở đây. Không thể tin được, nhưng là sự thật. Mẹ biết ông đến đây để tìm mình. Mẹ biết ông đã tìm ra. Ông hình dung những điều mẹ đang cảm thấy lúc này. Chắc bà mừng lắm và cùng lúc thấy mình bất hạnh vì vẫn chưa được gặp con trai. Bà không thể làm gì khác ngoài việc nghĩ về nó. Bây giờ hai mẹ con sẽ liên hệ với nhau bằng thần giao cách cảm. Tôi thấy rõ là cậu vẫn còn xúc động. Tin này khiến cậu rung động mãnh liệt. Âu cũng là lẽ thường tình. Cậu chưa bao giờ thật sự biết về mẹ mình cả. Cậu lên đường đi tìm bà ấy. Ở tuổi 48, cậu mới tìm được. Bà ấy chuẩn bị để gặp cậu. Cậu sẽ biết đến và sống trong niềm hạnh phúc sâu sắc mà ít ai được nếm trải. Chúng ta đến nhà ông Nguyễn thôi. Ông ấy cũng đang nóng lòng đợi chúng ta. Ông Văn Kim trao đổi những lời thân tình với gian dần Moratti khi đến đón gian dần Moratti ở khách sạn. Bà Nguyễn đã hân hoan đón họ ngay ngoài cổng vào. Bà ấy vui mừng ra mặt, mời hai người vào nhà rồi đi gọi chồng mình cách đó không xa. Ông Nguyễn đặc biệt vui mừng khi tiếp họ. Gian dần Moratti nôn nóng xin ông cho biết những thông tin ông có được. Trưởng sứ đạo Phương Liệt không đợi gian dần nói thêm nữa, ông liền kể lại ngay. Cậu Tiêu, anh họ vị khách gian dần của chúng ta đây. Ông quay sang nói với ông Văn Kim, có ghé nhà tôi. Bà Mai quả thật đã liên lạc được với bà Quang. Nhà bà Quang không có điện thoại, nên họ nói chuyện với nhau nhờ điện thoại nhà người khác. Bà Quang thấy bạn mình nhờ người liên lạc gấp thế là rất hoảng hốt. Nghĩ có chuyện nghiêm trọng nên vội đến trước chờ điện thoại. Bà Mai chỉ nhận là mình đang rất muốn đến thăm nhà bạn ở Tiền Giang. Tôi đoán rằng bà Quang không tin đâu, ông Văn Kim nói. Dĩ nhiên, bà bẻ lại rằng bà Mai đâu cần gây sức ép với mình như vậy.
chỉ để thông báo sẽ xuống Tiền Giang. Mai lúc nào chẳng được nồng nhiệt đón tiếp ở nhà bà, đâu cần rào đón. Bà Quang thấy nhẹ nhõm hẳn, chỉ là một cuộc chuyện trò thông thường. Và có thể sẽ chuẩn bị tiếp đón bạn xuống chơi nhà. Cả hai kể cho nhau nghe chương trình của ngày lễ hôm qua, mừng thống nhất đất nước. Bà Mai hiểu rất rõ là phải chuẩn bị tâm lý cho mẹ dần dần. Quả vậy, được một lúc bà Mai kể cho bà Quang nghe chuyện một người bạn chung của cả hai. Thời chiến tranh đã lấy chồng người Pháp. Người này đang sống cùng chồng tại Pháp, thường xuyên đi về Hà Nội thăm họ hàng. Bà Quang cũng biết chuyện đó. Bà Mai có nhắc chuyện hai đứa con lớn của nhà ấy biết rất ít về Việt Nam và muốn hỏi ý kiến của bà Quang. Bà Quang khuyên nên cho hai đứa về Việt Nam nhiều hơn. Tôi đoán đây là cách để dẫn vào chuyện của dân dần Morati. Chính xác, bà Mai báo với bà Quang là mình cũng có một bà bạn người Việt lấy chồng người Phi, chồng đã dẫn theo con cùng về nước, hai người vẫn giữ liên lạc qua thư từ. Cả hai đều đã tái hôn nhưng vẫn coi nhau như bạn tốt. Hiện nay đứa con trai vẫn thường xuyên viết thư cho mẹ nó. Sao chị lại kể với tôi chuyện một người phụ nữ tôi không hề quen? Bà Quang bồn chồn đáp. Chính vì phần sau của câu chuyện này. Bà Mai kể tiếp rằng người mẹ cũng khá thành đạt nên đã xin chồng chấp thuận cho mình đến thăm nom con trai đang sống ở châu Phi, chính xác là ở bờ biển Ngà. Chồng bà ấy khuyên chi bằng nên gửi cho con trai vé máy bay. Đây sẽ là dịp để nó khám phá Việt Nam, nơi chôn rau cắt rốn. Người phụ nữ này thật đặc biệt. Ông Văn Kim thốt lên. Ai kia? Ông Nguyễn hỏi. Bà Mai ấy. Tôi kể tiếp nhé. Bà Mai nói với bà Quang là chuyến đi đã hoàn thành. Chàng thanh niên người Phi gốc Việt nói trên đang có mặt tại nhà mẹ mình ở Hà Nội. Họ hàng bên ngoại đã tổ chức một buổi tiệc đón cậu về gặp lại mẹ. Đây đúng là dịp đầu tiên hai mẹ con gặp nhau sau ngót 45 năm trời. Người chồng đã tích cực đóng góp vào thành công của sự kiện này. Cuộc trò chuyện giữa bà Quang và bà Mai diễn ra như sau. Tại sao chị lại kể chuyện này với tôi? Bà Quang phẫn nộ. Sự kiện đặc biệt này diễn ra ở Hà Nội. Tôi cũng được mời dự. Tôi là một trong những nhân chứng hiếm hoi của cuộc gặp gỡ xúc động này. Gương mặt người mẹ bừng lên vẻ hạnh phúc, luôn ôm con trai trong vòng tay dưới cái nhìn ngưỡng mộ của các khách mời. Tôi xúc động đến trào nước mắt, cử tọa vỗ tay không dứt. Cậu thanh niên người Phi ôm choàng lấy một trong những anh em họ của mình. Thật là một cảnh tượng xúc động lòng người. Chị cũng nên có mặt mới phải. Tôi đâu có được mời. Thật tình là tôi nghĩ đến chị trong suốt buổi lễ. Tôi cũng rất muốn chuyện tương tự đến với chị. Nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Tại sao vậy? Chính chị cũng hiểu mà. Người đàn bà kia và tôi không cùng cảnh ngộ. Tôi không nhận được tin tức gì của cha con họ cả. Mấy cha con, chẳng ai viết thư cho tôi lấy một chữ. Chị biết rồi còn gì. Chồng cũ không để lại địa chỉ liên lạc. Ông ấy nói, lúc bấy giờ, ông ấy cũng chẳng có địa chỉ cụ thể. Nhưng ông ấy vẫn giữ địa chỉ liên lạc của tôi. Hứa sẽ viết thư và điện thoại cho tôi thường xuyên ngay khi về nước. Ông ấy không giữ lời. Mà tôi cũng không biết họ về nước nào ở châu Phi. Họ đã bỏ rơi tôi rồi. Tôi không tự dối mình chuyện đó nữa. Chuyện giữa chúng tôi đã hết. Đào sâu chôn chặt mãi mãi. Tôi thậm chí không muốn nhắc đến quãng đời ấy nữa.
Tôi là bạn chị. Nhắc đến chuyện này là chị lại lẩn tránh. Tôi nghĩ chị nên tâm sự với tôi, như thế sẽ thanh thản hơn. Chị cứ khẳng định đã quên hẳn quá khứ đó, nhưng tôi thấy rõ chị vẫn luôn đau khổ vì nó. Thời gian đầu tôi cũng khổ sở khi chia tay với ông ấy. Tôi đã nuôi hy vọng ròng rã nhiều năm trời. Suốt quãng thời gian dài ấy, tôi sống có một thân một mình. Tôi vẫn tin một ngày nào đó có thể gặp lại họ. Sau khi kết thúc chiến tranh, khi đã chắc chắn họ đã bỏ rơi mình, tôi mới đặt ra một lẽ sống mới. Mấy cha con họ không hề biết tôi còn sống không. Tôi cũng bặt tin họ. Vậy nên 30 năm qua tôi cũng đã quên họ rồi. Tôi bắt đầu hủy tất cả những gì nhắc nhớ lại quãng đời bất hạnh ấy, nhất là ảnh của họ. Mỗi lần nhìn thấy chúng, tôi lại thấy đau. Tôi hiểu phản ứng của chị rất bình thường và chính đáng. Nhưng trong cuộc sống, những phép màu đôi khi vẫn xảy ra khi người ta ít trông đợi nhất. Biết đâu họ lại đang tìm chị. Chị biết điều đó chứ. Lúc này họ chẳng có thông tin chỉ dẫn nào về tôi cả. Thậm chí nếu họ có tìm cũng không bao giờ tìm được. Việt Nam rộng lớn lắm, mà chúng tôi xa nhau đã lâu quá rồi. Con trai bạn tôi vẫn tìm được mẹ đó thôi. Tôi nhắc lại là hoàn cảnh chúng tôi không giống nhau. Trong trường hợp của tôi, cách hành xử vô trách nhiệm của chồng cũ khiến tôi nản lòng kinh khủng. Tôi cũng giận đứa con trai đầu lòng của mình. Ít nhất thì nó cũng phải thử tìm hiểu về mẹ nó chứ. Thậm chí nó còn chẳng thèm bận tâm đến người mẹ đã sinh ra nó, là tôi đây. Nếu con trai chị sang Việt Nam tìm gặp chị thì chị sẵn lòng gặp nó chứ? Im lặng. Tại sao chị không trả lời tôi? Chị sẵn lòng gặp con trai chứ, nếu cậu ấy sang Việt Nam tìm chị. Tôi không biết. Tôi không muốn đặt ra giả thiết đó để phải đau khổ thêm lần nữa. Điều ấy không thể xảy ra được. Giả thiết đó không bao giờ thành hiện thực. Nghe cho rõ những gì tôi nói với chị đây. Không phải chuyện đùa đâu. Chị phải tin tôi. Cậu Tiêu, cháu chị đang ngồi cạnh tôi, có thể làm chứng. Con trai dần dần Morati của chị đang có mặt tại Hà Nội từ một tuần nay rồi. Cậu ấy đến từ Abidjan, thuộc bờ biển Nga. Con trai dần dần Morati của chị đang có mặt tại Hà Nội từ một tuần nay rồi. Cậu ấy đến từ Abidjan, thuộc bờ biển Nga. Im lặng. Chị có nghe tôi không, hả Quang? Quang, tôi xin chị đừng cúp máy. Quang, trả lời tôi đi chứ. Tôi biết chị vẫn đang nghe máy mà. Quang, tôi chuyển máy cho cậu Tiêu. Cậu ấy muốn nói chuyện với chị. Chào cô. Cháu xin xác nhận là con trai cô, dân dần Morati đang ở Hà Nội. Bác Ngọc trưởng thôn đã giới thiệu cậu ấy với cháu, gặp nhau tại làng Phương Liệt. Cháu đã nói chuyện với cậu ấy. Cậu ấy muốn xuống Tiền Giang gặp cô, muộn nhất là ngày mai. Cậu ấy nóng lòng muốn gặp cô. Cháu xin cô hãy tiếp cậu ấy. Cậu ấy từ xa tận bên châu Phi đến đây. Đưa tôi máy nào. Quang, tôi là bạn chị đây. Nói đi. Nói gì đi chứ. Đúng là con trai dân dần Morati của chị
đang ở Hà Nội với chúng tôi. Tôi nên nhắn lại với cậu ấy thế nào? Im lặng. Quang, tôi xin chị. Chị nói gì đi chứ? Im lặng. Quang, đừng khóc. Đừng khóc nữa. Tôi biết chị không bao giờ nghĩ sẽ còn được gặp lại con trai gian dần của mình. Giờ chị là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Bởi lẽ con trai chị đã vì yêu chị mà vượt qua tất cả những trở ngại gặp phải, đến tận Việt Nam tìm chị. Trong khi chị đã biết mặt con trai thì cậu ấy lại chẳng hề có một chỉ dẫn nào cụ thể để tìm chị. Vậy mà cậu ấy đã đến đây, lang thang vô định. Im lặng. Quang à, tôi hiểu cảm giác của chị lúc này. Đừng vội nói ngay cho chồng chị biết. Một phái đoàn sẽ được làng Phương Liệt cử đến gặp riêng ông ấy để báo cho ông ấy hay chuyện gian dần Morati con trai chị hiện đang ở Hà Nội. Quang, tôi biết chị vẫn đang nghe. Lau khô nước mắt đi. Chị không nên suy sụp vì một tin vui như thế. Hãy bình tâm lại. Từ giờ trở đi, hãy nhớ chị là một phụ nữ hạnh phúc. Quang, chị vẫn nghe chứ? Vâng, tôi vẫn nghe đây. Con trai tôi trông như thế nào? Tôi nghe không rõ. Chị nhắc lại được không? Đừng khóc nữa. Giọng chị chỉ vừa đủ nghe thôi. Con trai tôi trông thế nào? Tôi chưa tận mắt trông thấy, nhưng theo lời cậu Tiêu kể thì con trai chị trông cao lớn, nước da sáng hơn người da đen bình thường, với mái tóc thẳng giống người Việt Nam. Cậu ấy có vẻ giống mẹ nhiều hơn. Nó chỉ đi một mình thôi à? Nó có khỏe không? Cậu ấy vẫn khỏe, có vẻ là một cậu bé rắn chắc đấy. Bảo nó 10 giờ sáng mai gọi điện cho tôi theo số này. Nói thằng Tiêu về Phương Liệt gặp mẹ nó, nhờ chị ấy ngay trong ngày hôm nay chuyển cho gian dần một tấm hình tôi mới gửi cho chị ấy. Tôi phải tạm biệt chị đây. Đầu tôi nhức quá. Tôi phải về nhà nằm nghỉ. Cảm ơn chị về mọi chuyện. Cho tôi gửi lời chào con trai. Tôi còn muốn ôm nó nữa. Hẹn 10 giờ sáng mai. Hẹn ngày mai gặp lại. Chị về nghỉ đi. Và nhất là đừng nói gì với chồng chị vào lúc này. Những người có uy tín trong làng Phương Liệt sẽ lo việc đó. Hẹn sáng mai 10 giờ gian dần Morati con trai chị sẽ có mặt. Đây là nội dung cuộc trò chuyện giữa bà Mai và bà Quang, tức là bà Tâm. Gian dần Morati nghe như nuốt lấy từng lời ông Văn Kim phiên dịch toàn bộ câu chuyện. Càng nghe cuộc trò chuyện giữa bà Mai và mẹ mình, gian dần càng thấy máu đổ dồn về não. Ông phải nhiều bận nhắm mắt lại và nghiến chặt răng để chế ngự luồng cảm xúc đang sôi lên trong người, chỉ trực trào ra. Nhịp tim của ông không ngừng tăng. Ông nghe nhưng cùng lúc tầm nhìn mờ đi bởi những giọt nước mắt cảm động mà ông đang khó khăn lắm mới kìm được. Rốt cuộc, ông đã tìm thấy mẹ. Con đường nào dẫn đến thành quả hôm nay? Đã quen với những thay đổi đột ngột vào phút chót, ông khó có thể tin vào thành công lần này. Chỉ còn chờ được gặp mẹ để ôm xiết bà trong tay nữa thôi. Gian dần Morati đưa tay lên quệt ngang hai mắt đang nhòe dần. Ông Nguyễn tiến lại phía ông. Cùng lúc ông Văn Kim đứng dậy. Họ đưa cho ông tấm ảnh của mẹ. Gian dần Morati biết mặt mẹ.
Hai tay dần dần Moratti run lên, đến nỗi ông phải cố gắng để nắm chắc bức ảnh cho khỏi rơi mất. Giờ thì ông đã cầm chắc nó trong tay phải. Mắt ông mở thật to để thu nhận hình ảnh mẹ. Ông khám phá gương mặt đã bao lần vẽ nên dưới mọi góc độ, trong những giấc mơ thời thơ ấu, thời niên thiếu và những năm tháng trưởng thành. Ông không dám tin, không phải ông đang mơ chứ? Những cơn co giật nhẹ truyền khắp người ông. Đợt này nối tiếp đợt kia, ông có cảm giác đầu mình đang căng phồng lên, muốn kêu lên hai tiếng mẹ ơi, nhưng ông đột ngột á khẩu. Càng lúc ông càng thấy khó thở. Mình phải chịu đựng đến cùng, ông tự khích lệ bản thân. Đây không phải lúc để ngất đi. Khi ông chăm chú nhìn thẳng vào gương mặt mẹ, ông cảm thấy hơi thở như đứt quãng. Cơ thể ông lắc lư một thoáng, kéo theo đó cảm giác hơi chóng mặt. Rốt cuộc mình cũng được thấy mặt mẹ rồi, ông tự nhủ. Tim ông đập dồn, niềm hạnh phúc ông đang nếm trải là vô biên và không gì sánh nổi. Ông muốn kêu lên, kêu thật to, gào đến khản cổ, hét đến chói tai niềm vui của mình, để tất cả mọi người đều biết rằng phép màu đã xảy ra. Nhưng người ông như tê liệt, một cảm giác hừng hực dâng lên trong ông. Ông ôm chặt thật lâu, thật dịu dàng và thật trìu mến bức ảnh của mẹ. Ông Văn Kim và ông Nguyễn chứng kiến cảnh đó thì rất cảm động. Bà Nguyễn không nén được nước mắt. Dần dần Moratti vẫn không rời mắt khỏi mẹ. Nhìn mẹ mỉm cười dịu dàng, ông cảm tưởng như đang gặp bà. Ông có cảm giác mẹ cũng thấy mình, đang nhìn mình xiết bao âu yếm. Trong cuộc gặp kỳ lạ, thậm chí huyền bí này, không có chỗ cho những câu chữ. Bấy giờ cả ba người đã ngồi cả xuống, dần dần vẫn dán mắt vào hình mẹ như bị thôi miên. Những giọt nước mắt rồi cũng chảy ròng ròng trên má ông. Ông bắt đầu dần cảm thấy thư thái. Ông đứng dậy cảm ơn ông Văn Kim và ông Nguyễn. Ông nhìn lại tấm ảnh thêm lần nữa, rồi cất vào túi áo sơ mi. Giờ ông đã là người đàn ông viên mãn nhất, hạnh phúc nhất trên thế gian này. Liệu còn có điều gì trên đời này có thể mang lại một niềm hạnh phúc hơn thế? Ông không tin. Ông Văn Kim và ông Nguyễn lại chúc mừng ông lần nữa, dần dần tỏ lòng biết ơn hai người. Hai vị khách cáo từ ra về. Về đến khách sạn, bà Văn Kim đã ngồi chờ sẵn. Bà chạy đến chúc mừng dần dần Moratti. Tất cả nhân viên trong khách sạn khi biết tin đã cùng với bà nhiệt liệt tung hô ông. Dần dần Moratti cảm ơn tất cả bọn họ. Một tiệc cốc tai nhỏ được nhanh chóng bày biện ngay tại chỗ. Tất cả mọi người cùng nâng cốc chúc mừng cuộc gặp gỡ tới đây giữa hai mẹ con. Những người đi ngang sảnh khách sạn bị những tiếng reo mừng gây chú ý, liền dừng lại để hỏi thăm. Vậy là họ tự động tham dự bữa tiệc mừng. Gian sảnh lớn của khách sạn đông như muốn vỡ tung. Khắp nơi vang lên tiếng chúc tụng. Khoảng 45 phút sau, bữa tiệc ngẫu hứng mới kết thúc. Ông bà Văn Kim từ biệt ra về. Dần dần Moratti lên phòng, bữa tối được phục vụ tận nơi, nhưng ông không hề đói bụng. Ông chỉ ăn món khai vị và phần tráng miệng. Ông ngồi tựa lưng thoải mái vào ghế bành để ngắm nghía lần nữa tấm ảnh của mẹ. Ông hôn lên khuôn mặt bà trong ảnh. Bà bận áo trắng, quần đen, hai tay đặt trên đùi.
Đây là bức ảnh mới chụp cách đây chưa lâu. Người chồng đứng cạnh bà trông có vẻ trẻ hơn. Ban nãy ông không để ý đến cha dượng, giờ ông mới nhìn kỹ mặt cha dượng hơn. Trái với niềm vui khi lần đầu nhìn thấy tấm ảnh ở nhà ông Nguyễn, lần này dần dần Moratti cảm thấy giàu lòng. Nhìn bức ảnh đang cầm trên tay, ông thoáng cảm thương cho mẹ và cha dượng đang phải bươn chải trong hoàn cảnh đầy thiếu thốn. Hoàn cảnh này thể hiện rất rõ trong bức ảnh. Vậy mà nãy giờ ông đâu có nhận thấy. Lần này nhìn thấy rồi, ông bối rối quá chừng. Mẹ sống trong một túp lều do những cành cọ hay cành dừa tết chặt lại mà thành, chứ chẳng có nhà tử tế. Dù bức ảnh chụp ngay bên trong nhưng vẫn có thể thấy rõ phía bên ngoài, nơi này hướng ra phố. Một tấm nhựa dẻo, sọc ngang nhiều màu ốp làm trần. Điều này làm ông run lên, ông không thể cầm được nước mắt. Phòng duy nhất của chỗ ở tồi tàn này vừa kê giường làm phòng ngủ, vừa chất đầy những nồi niêu song chảo và những vật dụng khác. Trong đó có một cái xe đạp, giường trải chiếu, trên đó đặt một phích nước và ấm chén uống trà. Mái nhà lợp bằng rơm, trên cột trống có treo một bức ảnh thu hút sự chú ý của ông. Bức ảnh chụp một cô gái trẻ, hẳn là mẹ ông thời thiếu nữ. Gần đó là một tấm ảnh nữa, chụp một vị giám mục bận áo trùm trắng. Cùng với tấm ảnh có treo một chuỗi tràng hạt. Dần dần Moratti nhất định phải đưa mẹ ông ra khỏi căn nhà rách nát này. Ông không thể chịu được khi chứng kiến mẹ ông phải sống trong những điều kiện vật chất quá tạm bợ như thế này. Dù có thế nào đi nữa, ông phải đưa mẹ ra khỏi căn lều tạm này. Bà đã phải chịu đựng cuộc sống khốn cùng này quá lâu rồi. Bà sẽ cùng ông về Abidjan mà không làm cha dượng phật lòng, vì cả ba người có thể cùng đi nếu cha dượng muốn. Nhưng không thể có chuyện để mẹ ông phải tiếp tục sống trong kho chứa đồ tạp nham này. Điện thoại đổ chuông, vợ ông gọi đến. Ông vội báo cho vợ nghe tin tốt lành, thuật lại cuộc gặp gỡ tại nhà ông Nguyễn. Vợ ông vui lắm. Ông nghe thấy cả tiếng lũ trẻ nhao nhao mừng rỡ vì sắp được gặp bà nội của chúng. Đứa nào cũng muốn nói chuyện với cha. Thế là dần dần lần lượt gặp Katie, Loan Fatim và Rayan. Cả nhà đều vui sướng vì tin mới nhận này. Vợ ông khen ngợi ông đã kiên trì bền bỉ với ý chí tìm lại mẹ đẻ của mình bằng mọi giá. Hôm nay thì bà rất hãnh diện thấy ý định này dần được thực hiện. Em mừng lắm, trước hết là mừng cho anh. Kế hoạch này làm anh lao tâm khổ tứ nhiều rồi. Anh tả qua về mẹ cho em nghe đi. Tóc mẹ dày nhưng không dài lắm, chắc là mẹ cắt ngắn đi rồi. Anh trông mẹ có vẻ gầy đi nhiều, có thể là do cuộc sống vất vả quá. Em mong gặp mẹ quá. Thế còn dượng thì sao ạ? Bề ngoài ông ấy trông còn phong độ lắm, có vẻ trẻ hơn mẹ. Sáng mai anh sẽ được nghe giọng mẹ lần đầu tiên, phải vậy không? Phải chờ đến sáng mai, anh thấy sốt ruột quá. Anh hãy nhắn với mẹ là cả gia đình ta bên này đang mong được đón bà sang bờ biển Ngà anh nhé. Bà Alice đã lắng nghe câu chuyện nãy giờ. Đến lượt bà cầm máy để bày tỏ nỗi vui sướng của mình. Bà chúc mừng cấp trên của mình mà giọng cứ nghẹn ngào vì xúc động. Dần dần Moratti báo vợ biết ông đã tính sẵn chuyện đưa mẹ cùng về Abidjan. Ông tin là mẹ còn chưa có hộ chiếu, cần liên hệ để làm cho bà một tấm hộ chiếu ngay tại Hà Nội. Ông cũng không rõ sẽ mất bao lâu, vậy nên những ngày ông lưu lại Việt Nam có khả năng kéo dài hơn dự định. Ông dặn vợ liên hệ với Bảo an quốc gia tại Abidjan.
để tìm hiểu thông tin và nếu cần thì điền luôn những mẫu giấy tờ liên quan đến chuyến đi không có visa nhập cảnh của mẹ ông đến bờ biển Ngà. Sau đó dọn dẹp và trang bị thêm cho căn phòng của cô con gái Chami đang theo học trường nội trú. Nếu Chami về thăm nhà sẽ ở tạm trong phòng dành cho khách. Gian dần dập máy rồi gọi cho con trai Anau bên Mỹ để báo nó biết tin. Ông biết lúc bấy giờ ở nơi con trai sống mới là 2-3 giờ sáng. Nhưng để báo tin này cũng bỏ công, ông quyết định đánh thức nó dậy. Anau nghe tin thì rất mừng, nó gào lên trong điện thoại, nó vui sướng tới mức không thể kìm được nức nở. Mặc dù tin này là một tin rất tuyệt vời. Mất một lúc lâu, hai cha con không ai nói câu nào, để tự nén mạch cảm xúc của mình lại. Nội trông thế nào hả cha? Cao lớn, thấp bé, gầy béo thế nào vậy cha? Ảnh chụp bà nội con đang ngồi, nhưng so với người chồng sau đang đứng cạnh thì nội có vẻ nhỏ nhắn, người thanh mảnh. Nội con nói cho đúng là gầy. Chẳng bao lâu nữa, đợi khi nội sang đến bờ biển Ngà, chúng ta sẽ tẩm bổ cho nội béo lên. Bức ảnh chụp nội lúc ra Hà Nội chơi ạ. Cha không nghĩ vậy, chắc chắn là ảnh chụp tại nơi ở hiện tại của nội, gần thành phố Hồ Chí Minh. Hẳn là nội cũng đang nóng ruột chờ đến ngày mai để nói chuyện với cha. Con muốn có mặt ở Hà Nội để trực tiếp tham dự vào cuộc gặp gỡ đầu tiên này, dù chỉ là gặp qua điện thoại. Nói con biết qua về nội đi cha. Dựa vào tấm ảnh chụp, cha cũng đã hình dung được phần nào mức sống, mức tiêu dùng, sinh hoạt của nội con. Bà nội con khổ lắm, sống trong một khu tạm bợ, chẳng tiện nghi chút nào, tường thì tết bằng lá dừa. Căn nhà tồi tàn có đúng một gian, cha còn không chắc chỗ ở bài trí sơ sài ấy có cửa ra vào cho đúng nghĩa hay không nữa. Không khô vệ sinh, không nước máy, cha thấy thế mà buồn quá. Bà xứng đáng được hưởng nhiều hơn là cuộc sống cực khổ trong khu nhà ổ chuột này. Chính bởi vậy, thế nên cha đã quyết định đưa bà cùng về Abidjan. Con ủng hộ cha làm vậy. Thế nếu nội từ chối không về bờ biển Ngà thì cha tính sao? Nếu nội nhất quyết đòi ở lại Việt Nam, cha sẽ khẩn nài bà đi cùng cha. Hai cha con ta sẽ cùng mong sao cho nội chấp nhận lời đề nghị này, đó sẽ là niềm vui lớn nhất. Sau khi cuộc trò chuyện với Anau kết thúc, Gian dần chợt nảy ra một ý tuyệt hay. Ông kiểm tra chắc chắn xem mình còn đem theo người tấm ảnh của mẹ không. Ông đến ngay một hàng ảnh ngay gần khách sạn. Ông yêu cầu scan riêng phần ảnh chụp mẹ mình giống như ảnh chụp chứng minh thư, rồi phóng to bức ảnh đó ra khổ giấy A4. Họ hẹn ông 2 tiếng nữa đến lấy. Sáu giờ rưỡi tối, ông qua cửa hàng lấy tấm ảnh đặt làm. Trông ảnh rất tuyệt. Ảnh phóng to thế này, ông có thể nhìn rõ hơn những đường nét trên gương mặt mẹ. Ông hôn lên khuôn mặt bà trong ảnh. Người phụ nữ trẻ đứng quầy ảnh nhìn ông tủm tỉm cười. Cô hỏi đó là một người thân của ông chăng? Ông đáp đúng. Ông những muốn xiết mao kể cho cô nghe câu chuyện của mình, nhưng không phải chỉ vì chuyện kể ra rất dài, mà còn vì ông rất khó diễn giải trực tiếp bằng tiếng Anh để cô hiểu. Ông quay về khách sạn với bức ảnh quý giá của mình. Về đến phòng, ông ngắm mẹ kỹ hơn. Có tiếng gõ cửa, đã đến giờ ăn tối. Ông đặt tấm ảnh lên gối sao cho dễ nhìn nhất. Ông ăn rất ngon miệng, lấy tay ra hiệu rồi đi tắm. Tắm xong, ông lại ra dấu lần nữa trước khi ngồi xuống, trước màn hình vô tuyến.
Thỉnh thoảng ông lại quay lại để cười với bà. Cứ thế được một lúc thì ông đi ngủ. Ông cẩn thận đặt ảnh bà lên đầu giường. Đêm nay ông sẽ không tắt điện, để chắc chắn thấy bà ngay tức khắc khi thức giấc, ngay cả khi chợt tỉnh giữa đêm. Mãi mà ông không ngủ được, bèn với tay cầm tấm ảnh, ông áp tấm ảnh lên ngực, nhắm mắt lại và đã hình dung ra cuộc trò chuyện sẽ diễn ra lúc 10 giờ giữa hai mẹ con. Chào mẹ, mẹ kính yêu của con. Chào con trai dần dần của mẹ. Mẹ có khỏe không? Mẹ vẫn khỏe. Con chưa giây phút nào mất niềm tin rằng hai mẹ con mình sẽ gặp nhau. Giờ thì đã thành hiện thực rồi. Con hạnh phúc quá. Mẹ không nghĩ lại có ngày được gặp lại con. Hôm nay mẹ là người hạnh phúc nhất trên trái đất này. Con có nhiều chuyện để kể mẹ nghe quá, nên chẳng biết bắt đầu từ đâu. Điều đơn giản nhất và thành tâm nhất con có thể nói với mẹ vào giây phút trọng đại này là con yêu mẹ. Mẹ ơi, con yêu mẹ vô cùng. Con yêu mẹ bằng cả trái tim và sinh lực của con. Suốt cuộc đời con chưa bao giờ ngừng nghĩ về mẹ. Mẹ là lẽ sống của đời con. Mẹ là lý do để con tồn tại. Chính vì thế mà sáng nay con rất vui được nói chuyện với mẹ. Con muốn gặp mẹ, muốn chạm vào mẹ, ôm lấy mẹ hơn là nói chuyện qua điện thoại. Nhưng con còn phải kiên nhẫn. Mẹ hãy tin rằng con yêu mẹ vô vàn. Mẹ tin con, mẹ cũng nhớ con lắm. Từ khi biết con đã đến Việt Nam, đang ở Hà Nội, tim mẹ không ngừng hướng về con. Mẹ cũng rất muốn ở gần bên con, nhìn thấy con, cầm tay con, nhìn sâu vào mắt con và âu yếm con trai của mẹ. Con rất vui được nghe lại giọng nói của mẹ. Giọng mẹ vẫn như giọng của thiếu nữ vậy. Con tôi biết nịnh đầm rồi. Mẹ cũng rất xúc động khi được nghe lại giọng nói mà bao lâu nay mẹ không còn được nghe. Mẹ lại thấy con nhỏ xíu đang chạy tung tăng chơi đùa khắp nơi. Mẹ nghe thấy giọng con ngày bé, một bé trai hiếu động nhưng rất quấn mẹ và biết nghe lời. Mẹ hy vọng lần gặp gỡ tới đây, mẹ sẽ nhận ra con ngay khi nhìn thấy. Với con thì nhận ra mẹ không thành vấn đề, vì con đã có ảnh của mẹ trong tay rồi. Con hy vọng mẹ được mạnh khỏe và không phải lo lắng chuyện gì. Còn chuyện nhận ngay ra con khi gặp mặt thì con tin là linh cảm của mẹ sẽ không phản lại mẹ đâu. Mẹ vẫn khỏe mà. Bây giờ việc duy nhất mẹ quan tâm là được ở bên con, được ôm con vào lòng. Mẹ đã từng tuyệt vọng đến độ lúc nào cũng tự nhủ rằng không bao giờ gặp được con nữa. Con theo cha về châu Phi đã khiến mẹ sốc kinh khủng. Mẹ đã mất hàng năm trời để bình tĩnh lại sau nỗi đau ấy. Có những đêm mẹ nằm trong trong, thức trắng đêm và khóc. Chợp mắt thì lại gặp ác mộng. Rồi một ngày mẹ đã quyết tâm chôn chặt quá khứ trong tim để làm lại cuộc đời. Và rồi con hiện ra như có phép tiên. Mẹ hạnh phúc quá. Khi bà Mai và Tiêu nó báo tin, mẹ phải mất một lúc lâu mới tin được đó là sự thật. Mẹ ngạc nhiên quá đỗi. Con không thể hình dung mẹ đang vui tới mức nào đâu. Mẹ như được hồi sinh nhờ có con. Mẹ rất tự hào về con, dần dần ạ. Tự hào vì con đã đi tìm mẹ. Con yêu mẹ, mong muốn gặp mẹ đến mức nếu phải ngăn sông rời núi, con cũng không nề hà. Con đã mất nhiều thời gian mới tìm được mẹ, nhưng cái chính là mẹ con ta đã được đoàn viên. Lần chia tay này quả là quá dài. Mẹ biết con nhớ mẹ rất nhiều mà.
Con đã chịu cảnh không có mẹ ở bên con quá lâu rồi. Nhất là khi con lớn lên, mỗi lần con gặp phải khó khăn cần vượt qua, con luôn nghĩ đến mẹ để đủ sức đối đầu với khó khăn. Con lại nói quá rồi. Thật đó, mẹ ơi, con muốn xuống Tiền Giang gặp mẹ ngay lúc này. Nếu mẹ đồng ý, ngay hôm nay con sẽ đáp chuyến bay vào thành phố Hồ Chí Minh. Con đã dự định đặt vé máy bay chuyến Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh ngay từ lúc con khởi hành từ Abidjan. Mẹ cũng mong gặp con lắm, thậm chí hơn cả con. Tiếng chuông điện thoại reo vang, kéo dần dần Morati về với thực tại. Ông nhấc tấm ảnh lên, ngắm thêm lần nữa. Hai mẹ con ta, ông nói với mẹ trong hình, rồi nhấc điện thoại lên. Anau gọi từ Mỹ sang, để báo cha biết mình đã gọi điện cho ông nội ở Grabo, bờ biển Nga, để thông báo tình hình. Ông nội cậu gửi lời chúc mừng cha cậu về kết quả tìm kiếm này. Nói bố dần dần của cháu nhắn lại với bà nội là ông vẫn khỏe. Ông gửi lời chào bà, rất vui nếu được đón bà ấy sang bờ biển Nga chơi. Anau kể lại, mai cha sẽ chuyển lời tới bà nội, nhưng cha cũng chưa biết nội con sẽ phản ứng thế nào sau ngần ấy đau khổ do cha và ông nội gây ra. Nhưng phần nhiều là do lỗi của ông nội. Cha cứ đợi dịp khác hẵng chuyển lời của ông nội. Ngày mai chỉ dành cho duy nhất cha và nội thôi. Con nói có lý. Gian dần Murati lên giường nằm và thiếp đi rất nhanh. Quý vị vừa nghe xong phần 12 câu chuyện Người con lai Phi Châu, người con bờ biển Nga nửa thế kỷ tìm người mẹ Việt của mình. Mời quý vị đón nghe tiếp phần sau. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.